vậy là tốt rồi, chẳng qua người này tựa hồ chỉ là tu vi thái ất sơ kỳ, quá yếu đi, hay là để lão nô sắp xếp cho ngài vài hộ vệ để an toàn hơn. Sắc mặt kỳ lão vốn buông lỏng, lập tức lại cau mày nói. Về chuyện này ngươi càng không cần lo lắng, tuy cao thủ dưới chướng chúng ta không ít nhưng bàn về thực lực, tuyệt không một ai có thể đánh đồng với hắn. Ta có lệ đạo hiếu, còn có người tam ca phái tới bảo vệ là đủ rồi, quá nhiều người ngược lại không tốt. Thạch Xuyên không lần nữa cười nói, kỳ lão nhíu mày, muốn nói lại thôi. Tốt rồi, việc này ta đều đã cân nhắc, ngươi nói cho ta một chút tình huống những hiệu buôn kia đi. Thạch Xuyên không cắt ngang lời lão, hỏi, vâng, kỳ lão bất đắc dĩ gật đầu, sau đó bắt đầu báo cáo. Hàn lập theo thị nữ đi vào một đình viện đằng sau phủ đệ. Diện tích nơi này không lớn, trang trí cũng không có gì xa hoa, nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác u nhã tĩnh mịch. Tiền bối, đây là chỗ ở của ngài, có bất cứ chuyện gì cần dùng, Mời ngài tùy thời phân phó, ta ở ngay ngoài viện." Thanh y thị nữ nhu thuận nói. Hàn Lập nhìn quanh đình viện, rất là hài lòng, "Ngươi tên gì?" Hắn chợt xoay người nhìn về phía thanh y thị nữ, trong mắt nổi lên một tia quang mang mê hoặc. "Ta là Liên Nhi." Thanh y thị nữ nhìn mắt Hàn Lập, ánh mắt tựa hồ bị Hàn Lập hút vào, không cách nào rời khỏi, thanh âm có chút mờ mịt nói. "Thập Tam hoàng tử các ngươi là hạng người gì?" Hàn Lập tiếp tục hỏi. "Thập Tam hoàng tử không thích tranh quyền đoạt lợi." cảm thấy hứng thú với việc buôn bán, sớm đã rời khỏi dạ Dương Thành. Hắn cũng rất tốt với những hạ nhân chúng ta, không có vẻ kiêu ngạo của hoàng tử, mọi người trong nhẫm Sơn Thành rất kính yêu hắn. Thanh y thị nữ mờ mịt nói, lời nói có chút hỗn loạn. Hàn lập lại hỏi thêm mấy vấn đề, tản đi quang mang mê hoặc trong mắt, thần sắc thanh y thị nữ lập tức khôi phục bình thường. Tốt, người đi xuống đi, hàn lập phất tay bảo nàng lui ra. Vâng, thanh y thị nữ gật đầu, sắc mặt như thường rời khỏi tiểu viện hàn lập đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn thị nữ rời đi trên mặt lộ vẻ do dự theo tin tức dò xét từ chỗ thị nữ này với thạch xuyên không lúc bình thường biểu hiện ra ngoài cơ bản nhất trí xem ra ngược lại là hắn có chút đa tâm hắn lập tức lắc đầu không lo lắng những thứ này nữa triển khai thần thức tra xét rõ ràng các nơi trong đình viện một lần sau đó bấm niệm pháp quyết vung lên từng đạo thanh quang rơi vào các nơi trong đình viện là những cây cán trận kỳ rất nhanh mở ra một màn sáng thanh sắc bao phủ toàn bộ viện nhỏ làm xong những thứ này hắn mới quay người đi vào phòng ngủ khoanh chân ngồi xuống sau một lát trên thân hàn lập nổi lên ngũ sắc quang mang lấy tổng cương tu di cảm ứng thiên gia tu luyện đại ngũ hành nguyễn thế quyết cùng lúc đó lực lượng thần thức trong đầu hắn cũng tiếp tục vận chuyển lần nữa tu luyện luyện thần thuật tầng thứ năm trải qua mấy lần tập kích lúc trước hàn lập càng cảm thấy tiền đồ gian nguy cũng không muốn lãng phí từng giây từng phút dùng toàn lực tăng lên thực lực của mình Thời gian từ từ trôi, trong nháy mắt ước chừng qua nửa tháng. Hàn Lập đột nhiên mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Có thể là thân ở đất khách quê người, chịu không biết bao nhiêu nguy hiểm áp bách, kích phát tiềm lực bản thân. Nửa tháng khổ tu tìm hiểu này đúng là thu hoạch rất nhiều. Nhất là sau lần trước đột phá bình cảnh tại Tẩy Sát Trì, hắn tu luyện luyện thần thuật liền cực kỳ trôi chảy, những ngày qua có loại cảm giác tiến triển cực nhanh. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều nữa. Sau khi Hàn Lập thì thào tự nói một tiếng, bấm niệm pháp quyết thu hồi cấm chế trong tiểu viện, đứng dậy đi ra đình viện. Ngoài viện chính là Thanh Y thị nữ kia lặng lặng chờ bên ngoài, thấy Hàn Lập đi ra, vội vàng thi lễ một cái, nói tiền bối, thập tam hoàng tử đại nhân mời ngài tới. Dẫn ta đi, Hàn Lập khẽ vuốt cằm, Thanh Y thị nữ đáp một tiếng, mang Hàn Lập đi về phía trước, rất nhanh đi tới đại sảnh lúc trước. Thạch Xuyên Không và Kỳ lão đều ở trong đây, trừ hai người ra còn có thêm ba người nữa. Ba người này là hai nam một nữ, đều là tu sĩ thái ất cảnh. Người ở giữa là một lão giả mặt đen mặc ma giáp màu xanh, hai mắt thỉnh thoảng chuyển động quay tròn, tạo cho người ta một loại cảm giác cáo giả. Bên trái lão là một đại hán trung niên thân hình to mập cao lớn, so với người bình thường cao hơn trọn vẹn một cái đầu, trên người càng chất đầy thịt mỡ, một tầng đè nặng một tầng, nhìn qua hoàn toàn giống như một tòa núi thịt. Nàng còn lại nhìn như trên dưới 30 tuổi, có vài phần tư sắc. Chẳng qua một thân váy dài đỏ thẫm trên đầu còn cài một đóa hoa tươi đẹp màu hồng, thoạt nhìn có phần chẳng ra cái gì cả. Lệ đạo hiếu, người đã đến rồi, mau ngồi đi. Thạch xuyên không thấy Hàn Lập đã đến, cười đứng dậy đón chào nói. Hàn Lập gật đầu hoàn lễ, tìm một vị trí ngồi xuống. Ta giới thiệu cho ngươi, ba vị này là Mạc Đạo Hiếu, Lỗ Đạo Hiếu, Hoa Đạo Hiếu, là khách khanh trưởng lão của bổn thành, cũng là tâm phúc của ta. Thạch Xuyên không giới thiệu, tại hạ lệ phi vũ, bái kiến ba vị đạo hiếu. Hàn Lập chắp tay, Ba người kia cũng thi lễ, thái độ đều có chút khách khí. Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên không một cái, có ý muốn hỏi tình huống tam hoàng tử phái người tới, nhưng có ba người này ở đây, lại có chút trần chờ. Mấy vị đều là người một nhà, lệ đạo hữu không cần cấm kỵ điều gì, tam ca luôn cực kỳ đúng giờ, hắn nói người phái tới nửa tháng sau sẽ đến, tính ra chính là hôm nay. Giờ chúng ta chờ một chút, Thạch Xuyên không nhìn ra tâm tư Hàn Lập, nói, Hàn Lập nghe vậy, gật đầu nhẹ, chư vị đều là thầy tốt bạn hiền của ta, mời mọi người tới đây là muốn giới thiệu các người gặp gỡ một chút, ngày sau còn cần dựa năng lực các vị. Ta mới nhận được một ít thánh rượu thượng phẩm, chúng ta vừa uống vừa đợi a. À. Thạch Xuyên không cười ha ha một tiếng, lấy ra một vò rượu màu đỏ tím. Dù chưa mở, một mùi rượu kỳ dị đã tiết ra từ bên trong. Điện hạ nói quá lời, có thể dốc sức vì điện hạ là vinh hạnh của chúng ta. Lão giả mặt đen cười yếu ớt vài tiếng, nói, không sai, điện hạ chiêu hiền đại sĩ với đủ các loại mỹ tử mỹ thực, muốn chúng ta làm chuyện gì cứ phân phó một tiếng là được, lỗ đồng ta tuyệt không hai lời. Đại hán núi thịt vỗ ngực, phát ra âm thanh ù ù trầm đục, ồm ồm nói. Ha ha, thập tam hoàng tử nói như vậy đúng thực quá khách khí. Phu nhân quần đỏ nhõng nhẽo cười hai tiếng, cũng nói. Đa tạ ba vị đạo hiếu, tâm tình thạch xuyên không khá tốt, lật tay lấy ra mấy chén rượu, tự mình rót đầy cho mấy người. Lệ đạo hiếu, ta biết người rất có kiến giải với rượu ngon, chẳng qua vào rượu này của ta sử dụng tài liệu đặc thù, mùi vị cũng vô cùng đặc biệt, có thể uống được đấy. Thạch Xuyên không nói với Hàn Lập, Thạch Đạo hữu khách khí, Hàn Lập bưng chén rượu lên, nếm thử một miếng, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đúng thực mùi vị rượu này vô cùng kỳ lạ, khác rất lớn với tiên tử hắn uống trước kia. Tiếp sau mùi rượu, trong rượu còn ẩn chứa một cỗ ma khí cực kỳ tinh thuần, vậy mà có chút tác dụng bổ dưỡng với cửu u ma đồng của hắn. Quả nhiên là rượu ngon, không biết rượu này tên gọi thế nào hàn lập hỏi rượu này tên là hồng thẩm tử ta biết ngay lệ đạo hữu sẽ cảm thấy hứng thú với nó đây là cách điều chế thạch xuyên không lấy ra một khối ngọc giản đưa tới hàn lập cảm ơn một tiếng nhận ngọc giản thần thức thăm dò vào trong tử phương dùng không ít tài liệu chừng hai ba mươi loại giờ hắn còn chưa quen thuộc với các loại tài liệu tại ma vực nhưng bằng trực giác phán đoán nguồn gốc ma khí trong rượu hẳn là từ một loại tài liệu tên hồng thẩm quả tử phương này quả nhiên bất phàm nhưng không biết hồng thẩm quả trong tử phương sinh trưởng nơi nào hàn lập hỏi hồng thẩm quả sinh trưởng ở cực bắc thánh vực sao lệ đạo hiếu cũng muốn ủ hồng thẩm tử này thạch xuyên không mở lớn hai mắt ta cũng có suy nghĩ này không biết có thể nhờ thạch đạo hiếu dùng lực lượng quả nguyên trai thu thập tài liệu rượu lần này cho ta nhất là hồng thẩm quả này không về phương diện giá cả thì không cần băn khoăn quá nhiều hàn lập gật đầu nói đương nhiên không có vấn đề chẳng qua hồng thẩm quả này là chính là tài liệu cực kỳ hiếm thấy khả năng cần một ít thời gian. Thạch Xuyên không đáp ứng một tiếng, vậy nhờ cậy Thạch Đạo hữu rồi, Hàn Lập cũng chỉ sinh ra ý tưởng nghiên cứu, cũng không quá vội. Lệ Đạo hữu cũng ưa thích rượu ngon, ha ha, vậy hai người chúng ta có thể thân cận hơn một chút. Lão lỗ ta không thích gì khác, chỉ thích rượu ngon. Đến, chúng ta trước cạn một chén, nam tử núi thịt kia hào sảng cười nói, duỗi ra bàn tay lớn như quạt bồ hương, vỗ vỗ bả vai Hàn Lập. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, cũng không trốn tránh, bưng chén rượu lên mặc dù mới vừa gặp mặt hắn cũng mơ hồ thăm dò tính tình nam tử núi thịt này là một người hào sảng không có bao nhiêu tâm cơ nếu là lão giả mặt đen thò tay tới đây chắc chắn hắn sẽ không để người kia đụng tới thân thể cho đến lúc này thần kinh căng thẳng trên đường đi của thạch xuyên không mới chính thức thanh tĩnh lại giờ cố ý để mấy người kết bạn càng không ngừng tìm được chủ đề mấy người nâng ly cạn chén bầu không khí rất nhanh bắt đầu hòa hợp sau khi rượu hàm tai nóng dứt khoát bắt đầu trao đổi một ít tâm đắc trên việc tu luyện. Mọi người ở đây đều có tu vi đến thái ất cảnh, thạch xuyên không hơi kém một chút, nhưng cũng suýt soát một chân bước vào thái ất cảnh. Một phen giao lưu này, mấy người đều cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Thời gian cứ như vậy trôi nhanh qua trong lúc uống rượu trao đổi, nháy mắt đã qua hơn nửa ngày, người tam hoàng tử phái tới vẫn chưa xuất hiện. chương 802, Phản bội, tâm niệm hàn lập vừa động, không khỏi liếc thạch xuyên không một cái ánh mắt thạch xuyên không cũng hơi lập lòe bất quá trên mặt vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh như cũ cùng uống rượu nói chuyện với lão giả mặt đen trao đổi một ít sự tình về mua bán hàn lập bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt cùng thảo luận vấn đề tu luyện với nam tử núi thịt kia nam tử núi thịt tu luyện công pháp thiên về luyện thể có vài phần tương tự với phạm thánh chân ma công hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ thời gian trôi qua từng chút trong nháy mắt đã qua gần nửa ngày sắc trời bên ngoài đã trở nên đen kịt người của tam hoàng tử vẫn không có xuất hiện mấy người thấy cảnh này cũng không có tâm tư nói chuyện nữa tam ca quản lý thuộc hạ cực nghiêm người phái tới sẽ không chậm trễ như vậy có lẽ đã xảy ra vấn đề gì rồi thạch xuyên không nhíu mày nói ra hàn lập nhìn thạch xuyên không một cái không nói gì thiếu chủ chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì lông mày kỳ lão nhíu lại nói kỳ lão người báo tin này cho tam ca biết hỏi một chút xem có biết chuyện gì xảy ra hay không ánh mắt thạch xuyên không chấp động, nói ra, điện hạ, lần trước lão nô liên hệ cùng tam hoàng tử điện hạ, tựa hồ bên kia đang bận rộn gì đó, khả năng sẽ chế chút thời gian mới hồi đáp lại. Kỳ lão hơi trần chờ nói, a có chuyện này, bất kể thế nào, người đi hỏi trước rồi hãy nói. Thạch xuyên không nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại nói. Vâng, kỳ lão đáp ứng một tiếng, bước nhanh ra ngoài, kỳ lão đi rồi, thân thể thạch xuyên không tựa lưng vào ghế ngồi, lần nữa rơi vào trầm tư lông mày khẩn trương thần sắc có chút ngưng trọng thạch xuyên không với bộ dạng này đám người hàn lập cũng không tiện lên tiếng thảo luận nữa đều trầm mặc xuống thời gian chậm rãi trôi qua một khắc sau theo một hồi tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến chính là kỳ lão trở về như thế nào thạch xuyên không lập tức đứng lên bẩm điện hạ không có hồi âm kỳ lão lắc đầu thạch xuyên không chậm rãi ngồi xuống lại thần sắc trên mặt trở nên âm trầm thêm vài phần Ánh mắt mấy người chung quanh đều nhìn về phía Thạch Xuyên Không, hiển nhiên đều đang đợi quyết định của gã. Lại đợi thêm nửa ngày nữa, nếu như người tam ca vẫn không tới, sẽ không tiếp tục đợi nữa. Thạch Xuyên không hơi trầm ngâm rồi mở miệng nói ra, sau đó nhìn Kỳ lão một cái. Kỳ lão hiển nhiên minh bạch ý tứ trong mắt Thạch Xuyên Không, quay người lần nữa ly khai. Hàn Lập nhìn bóng lưng Kỳ lão một cái, lập tức liền dụ ánh mắt xuống. Trong đại sảnh lần nữa trở nên yên tĩnh bởi vì biến cố diễn ra, không khí dần dần trở nên khẩn trương. Theo thời gian trôi qua, cỗ không khí khẩn trương này càng ngày càng nặng nề. Trên mặt ba người lão giả mặt đen cũng từ từ hiện ra vẻ khẩn trương, thỉnh thoảng thoáng trao đổi ánh mắt với nhau một cái, chỉ có thần sắc hai người thạch xuyên không cùng hàn lập không thay đổi. Lại nửa ngày trôi qua rất nhanh, bên ngoài vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Ánh mắt thạch xuyên không lóe lên, bỗng nhiên đứng lên. Đám người hàn lập thấy vậy, cũng đứng lên. Mấy vị, xin mời đi theo ta. Thạch Xuyên không nói một tiếng, quay người đi ra bên ngoài. Đám người Hàn Lập thấy vậy, nhao nhào cất bước đuổi theo. Một đoàn người rất nhanh đi vào đại điện một chỗ sâu trong phủ đệ, điện này có hình trụ tròn, thoạt nhìn giống như một tế đàn hình tròn, toàn thân đen nhánh, hầu như nhìn không thấy vết tích khảm nạm của tấm gạch đá, phảng phất toàn thân dùng một khối tinh thạch đen nhánh to lớn điêu khắc thành. Đại điện hình tròn chiếm diện tích chừng một mẫu, cao hơn 10 trượng, so với kiến trúc chung quanh cao hơn một đoạn. Giờ phút này kỳ lão đang đứng ở cửa ra vào đại điện đóng chặt, thấy mấy người đi tới lập tức tiến lên nghênh đón. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Thạch Xuyên không hỏi, thiếu chủ yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ lão lập tức gật đầu, bấm niệm pháp quyết phung lên. Một đạo hắc quang từ trong tay lão bắn ra, chui vào phía trên cửa điện. Trên cửa điện hiện ra một tầng hào quang màu đen, chấp động một chút lập tức mở ra hai bên, lộ ra tình huống bên trong điện. Bên trong là cung điện hình tròn, không có vật gì, không gian nơi này to lớn dị thường. Bốn bề trên vách tường cách nhau không xa khảm nạm từng khối ngọc thạch màu trắng to cỡ đầu người, tản mát ra bạch quang sáng ngời, chiếu xả cả đại điện sáng như ban ngày. Trên mặt đất chính giữa đại điện có một pháp trận màu bạc đường kính cỡ bảy tám trượng, toàn thân là trận văn màu bạc, trong đó khảm nạm gần trăm khối tinh thạch màu đen, mỗi một khối đều tản mát ra ma khí kinh người, chính là một pháp trận truyền tống. Giờ phút này chung quanh pháp trận đang ngồi tám gã ma tộc áo xám, tu vi những người này không kém đều là cấp độ kim tiên nhìn thấy thạch xuyên không tiến đến toàn bộ đứng lên cung kính thi lễ một cái thạch đạo hiếu truyền tống trận này đi đến nơi nào ánh mắt hàn lập khẽ động mở miệng hỏi trận này đi đến trăm vạn dặm bên ngoài sở vũ thành tình huống bây giờ có biến tám phần người tam ca đã bị ngăn trở rồi tiếp tục ở chỗ này chờ sẽ chỉ làm chúng ta thêm bị động chúng ta vẫn là đi sở vũ thành trước sau đó tiếp tục tính toán thì tốt hơn thạch xuyên không nói ra cũng tốt hàn lập gật đầu nhẹ kỳ lão mở pháp trận ra thạch xuyên không nói với kỳ lão bên cạnh kỳ lão đáp ứng một tiếng tiến lên trước một bước đồng thời trong tay lóe lên ngân quang hiện ra một lệnh bài màu bạc đang tính tế lên bất quá vào thời khắc này động tác của lão chợt dừng lại một chút kỳ lão làm sao vậy thạch xuyên không thấy hơi quái lạ hỏi ánh mắt hàn lập cũng lóe lên nhìn sang kỳ lão không quay đầu lại ngồi xổm xuống rút ra một khối tinh thạch màu đen trong pháp trận trên mặt đất lật xem vài cái rồi thu vào đồng thời trong tay lão cũng lóe lên ngân quang nhiều ra một khối tinh thạch màu đen xếp vào ngay chỗ đó lão nô đột nhiên phát hiện một khối ma nguyên thạch trong pháp trận này tựa hồ có chút không thuần phí hay là thay đổi một khối khác thì tốt hơn kỳ lão quay đầu cười nhẹ một tiếng với thạch xuyên không sau đó lui về phía sau một bước hai tay bấm niệm pháp quyết phung lên lệnh bài màu bạc kia lập tức bay vụt lên tỏa ra một đoàn ngân quang sáng ngời tám gã kim tiên ma tộc kia mỗi người cũng tế ra một khối lệnh bài màu bạc tỏa ra ngân quang trói mắt nối thành một mảnh với lệnh bài của kỳ lão mà pháp trận trên mặt đất cũng lập tức nổi lên ngân quang trói mắt vận chuyển ông ông đi thôi thạch xuyên không cũng không có để ý nói với hàn lập một tiếng cất bước tính tiến vào trong truyền tống pháp trận vào thời khắc này một quang mang màu đen đột nhiên từ trong tay kỳ lão sáng lên nhanh chóng vô cùng đâm vào trên lưng thạch xuyên không trên mặt thạch xuyên không xuất hiện vẻ kinh sợ hắc mang đơn giản đâm thủng hào quang hộ thể của gã, sau đó phảng phất như hắc xà đâm về hướng gã. Bên hông thạch xuyên không có một khối ngọc bội màu tím đột nhiên nổ bể ra, lập tức hóa thành một quang thuẫn màu tím, ngăn hắc mang kia lại. Kỳ lão, ngươi, lúc này thạch xuyên không mới kịp phản ứng, giống giận tránh sang bên cạnh. Một âm thanh vỡ tan truyền ra, rốt cuộc quang thuẫn màu tím kia bị hắc quang xuyên thủng, hắc mang xẹt qua sát thân thể thạch xuyên không. Phốc suy một tiếng, bên hông thạch xuyên không bị chém ra một vết thương thật sâu, máu tươi điên cuồng phun ra như suối. Ngay lúc trong tay kỳ lão sáng lên hắc mang, hư không bên cạnh hàn lập lóe lên, một cự trảo màu ám kim, một thanh kiếm màu hồng phấn, còn có một mâm tròn đen nhánh trống rỗng xuất hiện, nhanh như tia chớp đánh lên thân thể hắn. Phóc suy một tiếng, ba kiện ma khí đồng thời đâm vào trong cơ thể hắn. Bóng người hoa lên, ba người lão giả mặt đen, nam tử núi thịt, thiếu phụ váy đỏ lập tức vây hàn lập vào giữa, trên gương mặt vốn bình thản giờ phút này tràn đầy sát ý băng lãnh. Nhưng vào thời khắc này, thân ảnh Hàn Lập trượt phiêu tán ra, dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh. Sắc mặt ba người đều biến đổi. Ở bên kia, bên hung thạch xuyên không điên cuồng phun ra máu tươi, làn da ngay miệng vết thương nhanh chóng biến thành màu đen kịt, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra, toàn thân gã nhanh chóng trở nên chết lặng, thân hình lướt ngang cũng trở nên lảo đảo. Chết đi, thân hình kỳ lão đuổi sát theo, sắc mặt dữ tợn quát khẽ một tiếng một tay chảo vào hư không nhanh như thiểm điện hư không trên đỉnh đầu thạch xuyên không lóe lên ba vòng xoáy màu xanh lăng không hiển hiện ra một tiếng nổ đùng vang lên vô số đạo thanh quang sắc bén vô cùng từ đó phun ra chụp xuống thạch xuyên không như mưa mà tám gã kim tiên ma tộc chung quanh pháp trận giờ phút này cũng đều gầm lên một tiếng bay nhào lên một hồi tiếng rít gào xùy xùy vang lên từng đạo bảo quang các màu từ trên thân những người này bắn ra đánh xuống thạch xuyên không nhanh như điện kỳ lão các ngươi mặt mũi thạch xuyên không tràn đầy vẻ bi phẫn kiệt lực thúc giục nguyên anh trong cơ thể trên người tuôn ra mảng lớn hào quang tím đen động lại hóa thành một tấm thuẫn màu đen lớn mấy trượng ngăn trên đỉnh đầu bên ngoài tấm thuẫn trải rộng từng tầng đường vân tinh xảo vô số phù văn màu tím diễm lệ như ẩn như hiện tấm thuẫn vừa mới hình thành thanh quang cùng những ma khí kim tiên kia đánh tới ẩm ẩm như mưa rơi vào trên tấm thuẫn tím đen bộc phát ra hào quang chói mắt cùng từng trận chấn động kịch liệt phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh kinh thiên tấm thuẫn lập tức run rẩy kịch liệt bên ngoài hiện ra vô số vết dạn sau đó bạo liệt ầm ầm lập tức tấm thuẫn tím đen bạo liệt thạch xuyên không như gặp phải trọng kích thân thể hung hăng rơi đập trên mặt đất không đợi gã chờ mình đứng lên vô số đạo công kích khắc liệt rơi xuống như điện mắt thấy muốn bao phủ thân thể thạch xuyên không lại vào thời khắc này một đạo kim quang mơ hồ chấp động thân hình thạch xuyên không đột nhiên tiêu thất trong hư không công kích của đám người kỳ lão lập tức đánh hụt toàn bộ oanh kích lên trên mặt đất liên tiếp tiếng nổ mạnh ù ù vang lên, mặt đất lập tức bị đánh ra một cái hố to. Các màu bảo quang ảnh hưởng trùng kích lên đại điện phụ cận, toàn bộ đại điện run rẩy mãnh liệt, vách tường bốn phía đều hiện ra từng vết rách, nhưng trên vách tường liền hiện ra một tầng hắc quang sáng ngời, ngoan cường ngăn cản trùng kích chung quanh, duy trì cả tòa đại điện. Giờ phút này, một đạo kim quang mơ hồ lăng không hiển hiện ra, đâm vào một chỗ trên vách tường. Phốc suy một tiếng, cấm chế màu đen giống như giấy đơn giản bị kim quang đâm thủng, vách tường đằng sau cũng bị xuyên thủng ra một cái động lớn một đạo kim ảnh mơ hồ lóe lên từ đó bắn ra mà giờ khắc này cấm chế màu đen quanh cả tòa đại điện sáng lên mãnh liệt phát ra thanh âm vù vù chói tai sau đó ầm ầm tan vỡ biến mất đã không còn cấm chế chống đỡ suốt cuộc cả tòa đại điện không cách nào thừa nhận trùng kích mãnh liệt như thế lập tức sụp đổ bao trùm tất cả những người khác vào trong đó một chỗ hư không mấy trăm trượng bên ngoài đại điện lóe lên kim ảnh thân ảnh hàn lập hiền hiện ra trên người chấp động kim quang, mơ hồ có thể thấy trong cơ thể hắn có một viên luân màu vàng đang nhanh chóng chuyển động. Trong tay hắn ôm lấy một người, chính là Thạch Xuyên Không. Chương 803, dị thường. Hàn Lập nhìn phế tích cung điện phía trước một cái, sau đó một bàn tay vỗ nhẹ lên bả vai Thạch Xuyên Không. Lập tức, một cỗ tiên linh lực tinh thuần to lớn quét qua cơ thể gã, liền ngăn chặn những thứ kịch độc kia, không để nó tiếp tục khuếch tán nữa. Lệ Đạo Hữu, đa tạ. Cảm giác chết lặng trong cơ thể Thạch Xuyên không lập tức biến mất nhanh chóng, vội vàng chờ mình đứng lên, lấy ra một quả đan dược chất động màu lam ăn vào. Trên làn da gã lập tức nổi lên từng đường vân màu lam, lập tức trải rộng ra toàn thân, miệng vết thương bên hông liền sinh ra vô số tơ máu, quấn lấy nhau, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, làn da màu đen phụ cận cũng bắt đầu biến mất. Những thủ hạ của ngươi xem ra đã phản bội ngươi, nên xử lý bọn chúng như thế nào? Hàn lập nhàn nhạt hỏi, Thạch Xuyên không lộ vẻ trần chờ nhất thời không nói thành lời. Nhưng vào lúc này, ầm ầm mấy tiếng nổ mạnh, phế tích sụp xuống mãnh liệt, đám người kỳ lão từ trong phế tích bay ra, lần nữa đánh tới. Hàn lập liếc thạch xuyên không một cái, một tay chảo vào hư không, lôi quang màu vàng hiện lên, ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm lăng không hiển hiện ra bên người. Cổ tay hắn run lên, lập tức thanh âm xùy xùy đại tác, ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm hóa thành vô số đạo lôi tia màu vàng, phô thiên cái địa điện xạ thẳng đến đối diện, tốc độ nhanh làm cho người ta sợ hãi, lóe lên liền xuất hiện trước đám người. Mỗi một đạo lôi tia đều tản mát ra lôi quang chói mắt, rung động xì xì, phảng phất vạn phản lôi tiểu oanh, càng bộc phát ra chấn động lôi điện pháp tắc cường đại. Kỳ lão bay phía trước nhất biến sắc, há miệng mãnh liệt phát ra một tiếng giống to. Tiếng gào to vừa ra khỏi miệng, ba vòng xoáy màu xanh hiện ra trước người lão, quay tròn, vô số gợn sóng màu xanh từ đó tuôn ra ùn ùn, hình thành một tầng quang cháo màu xanh thật dày, ngăn trước đám người. Tia sét màu vàng đánh lên quang cháo màu xanh như mưa, trên quang cháo hiện ra một đám vòng xoáy cỡ nhỏ, điên cuồng xoay tròn, muốn cắn nuốt sạch những lôi tia màu vàng kia. Nhưng hôm nay Thanh Trúc Phong Vân kiếm biến thành kiếm tiêu uy năng cường đại cỡ nào, hơi ngừng lại một chút liền đơn giản đâm xuyên qua quang cháo màu xanh, căn bản không bị những vòng xoáy kia ảnh hưởng, tiếp tục bắn tới đám người. Quang cháo màu xanh biến thành lỗ trổ như tổ ong, lóe lên lập tức bạo liệt ra. Bất quá đã có quang cháo màu xanh ngăn cản trong một cái chớp mắt, để cho đám người tranh thủ chút thời gian quý báu kịp phản ứng. Hai bàn tay to mập của nam tử núi thịt nắm lại thành quyền, sau đó hung hăng đánh tới hư không trước người một cái. ầm một tiếng kim loại giao kích nổ mạnh, từng vòng gợn sóng màu vàng lập tức cuồng quyển ra. Lôi tia màu vàng bắn tới trước người gã bị gợn sóng cản lại, lập tức điên cuồng rung động không thôi, non nửa trực tiếp bạo liệt ra, còn dư lại cũng bị gợn sóng màu vàng ngăn cản, không cách nào tiến lên một bước. Nam tử núi thịt lập tức hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên chảo một cái mãnh liệt vào hư không phía trước. Gợn sóng màu vàng lập tức như thiểm điện hội tụ lại, hóa thành một hư ảnh kim sư trông rất sống động, há miệng phát ra một tiếng giống long trời lở đất. Sóng âm kim thạch giao kích tuôn ra cuồn cuộn mãnh liệt, những lôi tia còn dư lại thình lình đứt gãy từng khúc, hóa thành từng điểm điện quang màu vàng phiêu tán. Cùng lúc đó, hai mắt lão giả mặt đen đột nhiên bắn ra hai đạo hắc quang như thực chất, thân thể quay tít một vòng, mảng lớn bóng đen từ trên người lão ùn ùn ra, vào tới phía trước. Trong bóng đen tản mát ra một cỗ pháp tắc chi lực kỳ hàn, những nơi đi qua hư không vặn vẹo mơ hồ, tựa như bị đóng băng lại. Những lôi tia màu vàng kia chạm vào bóng đen, lập tức toàn bộ bị ngăn trở, không cách nào tiến lên một bước. Thiếu phụ váy đỏ há miệng phun một cái, phun ra một quả ban chỉ lóng lánh màu trắng, trong tay bấm niệm pháp quyết thúc dục. Ban chỉ phần phật thoáng một phát, đón gió điên cuồng lớn lên, hóa thành một cái vòng màu trắng lớn hơn 10 trượng, bao phủ thân thể thiếu phụ vào trong đó vòng lớn vây quanh thân thể mềm mại của nàng quay tít một vòng, phanh một tiếng vang nhỏ vậy mà bạo liệt ra, hóa thành một đám mây màu trắng lớn hơn 10 trượng. Lôi tia màu vàng bay vụt tới đơn giản đâm vào trong đám mây màu trắng, nhưng tốc độ lập tức chậm lại rất nhiều, giống như ngập vào trong nước bùn. Vòng eo thiếu phụ váy hồng uốn éo, hóa thành một đạo tàn ảnh, từ trong những khe hở của lôi tia màu vàng kia bay vụt qua, tránh né chúng. Kỳ lão thì nhoáng một cái bắn ngược trở về, lóe lên xuất hiện trong đám tám gã kim tiên ma tộc, Tám người kia không nói hai lời, lập tức đứng thành một vòng vây quanh kỳ lão, vị trí mơ hồ sắp xếp thành một cái pháp trận. Trên thân chín người đồng thời nổi lên các màu hào quang, dung hợp đan sen với nhau, bay múa bất định trong hư không, phảng phất như từng đóa hoa nở rộ ra. Hai tay kỳ lão trà sát, lập tức rậm rạp chẳng chịt pháp quyết như mưa to chui vào trong hào quang đan sen của đám người. Phốc một tiếng vang nhỏ, các màu hòa quang đóa hoa lập tức hòa làm một thể, đột nhiên lóe lên hình thành một tòa quang trận màu xám, bao phủ thân hình chín người vào trong đó. Lôi tia màu vàng bay vụt tới, hung hăng đánh lên quang trận màu xám, bộc phát ra từng đạo điện quang chói mắt. Quang trận màu xám lập tức rung động lắc lư không ngừng, bên trong hào quang màu xám chấp động không thôi, nhưng cũng không có dấu hiệu phá toái. Hàn lập thấy lôi tia màu vàng bị mọi người ngăn trở, sắc mặt không động chút nào, lần nữa quay đầu nói với thạch xuyên không, thạch đạo hiếu, đáng chết mà không giết, ngược lại sẽ càng gây loạn. Thật có lỗi, lại để cho lệ đạo hiếu phí tâm, bọn hắn nếu như một lòng muốn giết chúng ta, đạo hữu cũng không cần lưu thủ. Thân thể Thạch Xuyên không chấn động, vẻ trần chờ trong mắt lập tức biến mất, trầm giọng nói ra. Tốt, Hàn Lập gật gật đầu, vừa dứt lời, một tay hắn nhấc lên, chín đạo kim quang từ trong tay áo bay ra, chính là chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm, lôi tia màu vàng bay đầy trời phía trước cũng đều bắn ngược trở về, lóe lên một lần nữa hóa thành ba thanh phi kiếm màu vàng. 12 chuôi thanh trúc phong vân kiếm kết hợp cùng một chỗ, đồng thời tỏa ra kiếm quang màu vàng trói mắt đồng từ hàn lập hơi co rụt lại hai tay chuyển động trước người giống như bánh xe quay nương theo đó là một tiếng kiếm minh kinh thiên từng đạo kiếm khí màu vàng lăng không hiển hiện ra trong giây lát liền hình thành một tòa kiếm trận màu vàng lớn chừng vài mẫu chính là cầu long kiếm trận chụp xuống phía dưới ầm ầm tiếng nổ vang hư không phụ cận tựa hồ cũng bị kiếm trận kéo theo đồng loạt ép xuống lão giả mặt đen cùng thiếu phụ váy đỏ biến sắc thân hình nhoáng một cái hóa thành hai đạo tàn ảnh một đen một đỏ, một trái một phải điện xạ ra, hiểm hiểm chạy trốn ra khỏi kiếm trận màu vàng đang chụp xuống. Tuy hai người chạy thoát, nhưng tốc độ nam tử núi thì chậm chạp, đám người kỳ lão kết thành pháp trận tựa hồ không thể nào di động, cũng không thể né ra, bị kiếm trận màu vàng thoáng một phát bao phủ vào trong. Nam tử núi thịt biến sắc, khẽ quát một tiếng, há miệng phun ra một đạo kim quang, lóe lên chui vào trong hư ảnh kim sư trước người. Thân hình hư ảnh kim sư lập tức biến lớn gấp mấy lần, bao bọc nam tử núi thịt vào bên trong. Lập tức vô số phù văn màu vàng trên người hư ảnh kim sư hiển hiện ra, thân thể nó chợt hiện kim quang, lập tức hóa thành hoàng kim cự sư như thực chất, trên làn da càng hiện ra từng vết màu vàng, phảng phất từng miếng lân giáp, thoạt nhìn cực kỳ hùng tráng uy vũ. Hoàng kim cự sư phát ra một tiếng gào thét mãnh liệt, bốn vó cuồn cuộn, thân hình to lớn bay vọt ra, đánh tới kiếm trận bên ngoài. Mà đám người kỳ lão đồng thời quát một tiếng, quang trận màu xám tỏa sáng hào quang, từng tia sáng màu xám từ đó bắn ra, bay tới kiếm trận chung quanh, tựa hồ muốn công phá kiếm trận này. Hàn lập thấy cảnh này, mặt lộ một tia cười lạnh, tay thúc dục kiếm quyết. Thanh âm giết gào suy suy đại tác, vô số kiếm khí màu vàng vô cùng sắc bén từ trong kiếm trận bộc phát ra, càng có 12 đạo kiếm ảnh như cự long màu vàng bắn ra, chảm lên cự sư màu vàng cùng quang trận màu xám. Cự sư màu vàng giặc giặc một tiếng, thoạt nhìn thân thể kiên cố không phá vỡ nổi lập tức bị chém thành mấy mảnh, yếu ớt như là đậu hũ thân thể nam tử núi thịt từ trong bụng cự sư hiển hiện ra, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, đang muốn bấm niệm pháp quyết gì đó, nhưng hai đạo kiếm ảnh cự long hiện lên, thân thể nam tử núi thịt bị chém thành mấy mảnh. Phốc suy một tiếng, máu tươi văng ra rơi tung tóe. Mà bên kia, quang trận màu xám phát ra tia sáng màu xám đụng đến kiếm khí ác liệt, lập tức vỡ vụn từng khúc. Lập tức mấy đạo kiếm ảnh cự long chạm lên quang trận màu xám, quang trận vặn vẹo gào thét, phịch một tiếng bạo liệt vỡ ra, lăng không mất đi. Từng đạo kiếm khí ác liệt lập tức bay vụt xuống, che khuất thân ảnh đám người kỳ lão, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ đó truyền ra. Cao Phong tạc tử, dừng tay, thiếu phụ váy hồng thấy cảnh này, trừng mắt muốn nứt ra, hét lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo phấn ảnh, đánh về phía Hàn Lập nhanh như điện. Đồng thời nàng lật tay vung lên, tế ra một thanh ngọc phiến màu hồng phấn. Phiến này toàn thân màu phấn hồng, vô số đồ án hồ điệp diễm lệ khảm nạm ở trên, giữa vầng sáng lưu chuyển tản mát ra một tầng quang diễm màu hồng phấn thoạt nhìn huyền diệu dị thường hai người hàn lập cùng thạch xuyên không nghe thiếu phụ váy hồng nói như vậy đều hơi ngẩn ra lời còn chưa dứt thiếu phụ váy đỏ phất tay bắt được ngọc phiến toàn lực thúc giục một cái một cỗ hào quang nồng đậm màu hồng phấn từ trong ngọc phiến điên cuồng phun ra như sóng giữ cuồn cuộn lao tới hàn lập mà lão giả mặt đen cũng gào thét một tiếng hóa thành một đạo bóng đen hung hăng đánh về phía hàn lập bay vụt bên trong Thân thể của lão lăn một vòng ngay tại chỗ, mảng lớn bóng đen từ trong cơ thể lão tuôn ra ùn ùn, hình thành một đoàn mây đen tầm hơn 10 trường. Một tiếng gầm rú trầm thấp từ trong mây đen truyền ra, tiếp theo lóe lên một cửa quy đen nhánh to chừng căn phòng. Trên trán quy này có 6 hắc mục quỷ dị, phần lưng sinh ra từng đám gai băng to lớn lóng lánh, toàn thân tản ra khí tức vô cùng kỳ hàn. Cửa quy màu đen vừa mới hiển hiện, 6 hắc mục trên trán liền đồng thời mở ra, 6 cột sáng màu đen từ đó phun ra chấp động một cái liền vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, xuất hiện ở trước người Hàn Lập cách đó không xa, hung hăng đánh xuống. Hàn Lập thấy vậy, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết vung lên. Phách phách bạch bạch một hồi tiếng lôi minh vang lên, từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to từ hai tay hắn bắn ra, lóe lên hóa thành hai bức tường lôi điện màu vàng thật dày, phân biệt ngăn trước hào quang màu phấn hồng cùng cột sáng màu đen. Nương theo đó là hai tiếng trầm đục ầm ầm vang lên, bức tường lôi điện run lên kịch liệt, nhưng lập tức ổn định lại, Ngăn cản hào quang phấn hồng cùng cột sáng màu đen lại. Tuy Hàn lập chặn lại hào quang phấn hồng cùng cột sáng màu đen, nhưng không cách nào hoàn toàn chống cự hai người ẩn chứa pháp tắc chi lực. Một cỗ pháp tắc mềm mại cùng một cỗ pháp tắc kỳ hàn xuyên thấu qua bức tường lôi điện, oanh kích tiến vào thân thể của hắn. Mặc dù pháp tắc kỳ hàn đã tạo thành một ít ảnh hưởng đối với thân thể hắn, nhưng cũng không có thâm nhập quá sâu, vào trong cơ thể hắn liền bị ngăn cản lại bất quá cỗ pháp tắc mềm mại như mây như xương kia lại thẩm thấu rất mạnh đụng đến thân thể hắn lập tức nhanh chóng chui vào trong hàn lập cảm thấy trong lỗ mũi tràn ngập một mùi thơm lạnh lùng kỳ dị làm cốt thủy hắn phát run lỗ chân lông toàn thân thoáng một phát mở ra toàn bộ thân hình cứng cỏi vô cùng lập tức suy yếu vô lực một hồi nhoáng một cái hầu như muốn té ngã trên đất trong lòng hắn dùng mình lập tức phát giác cỗ pháp tắc mềm mại này cũng không phải là pháp tắc thuần phí vậy mà trong đó lẫn vào một loại mê hương pháp tắc mềm mại thâm nhập vào trong cơ thể hắn, đồng thời những mê hương kia cũng xâm nhập đến các vị trí toàn thân hắn. Hai thứ dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, trọn vẹn một khối, không ngờ tuy hai mà một. chương 804, thủ đoạn quỷ dị, trong lòng hàn lập cả kinh, nhưng cũng không bối rối. Trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, kim quang trên thân đột nhiên đại phóng, một viên luân kim sắc hiện ra phía sau hắn, liên tục quay tròn. Một cỗ thời gian pháp tắc cường đại cuốn từ trong ra, mạnh mẽ chảy khắp toàn thân, lập tức quét sạch hai cỗ lực lượng pháp tắc kia. Nhưng tiếp đó, trong lòng hắn lại trầm xuống, bởi vì những mê hương kia không biết vì sao vẫn còn đó, cũng không bị lực lượng thời gian pháp tắc trục xuất ra ngoài, khiến thân thể hắn vẫn run rẩy vô lực như cũ. Tam muội làm tốt lắm, tặc tử cao phong, nhận lấy cái chết, lão giả mặt đen hô to, sau khi cười lạnh một tiếng, liền bấm niệm pháp quyết chỉ một cái vào hư không về phía hàn lập. Chỉ thấy bóng đen quanh người đại thịnh, bỗng hiện ra năm cửa quy đen thui kích cỡ một ngôi nhà, đều trợn mắt quái dị. Suy suy suy, từng cột sáng màu đen bắn ra từ 36 con mắt kỳ lạ của sáu đầu cửa quy, sau đó cuồn cuộn ngưng tụ thành một đạo hắc tuyến cực nhỏ đâm về thân thể Hàn Lập. Những hắc tuyến cực nhỏ này tản mát ra kỳ hàn vô cùng, đồng thời lại có khí thức lăng lệ ác liệt tuyệt luân, dường như không thấy thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập ở dưới. Cùng lúc đó, băng gai trên lưng những cửa quy cũng run lên, đều rời thân bắn ra, phát ra tiếng giết nhọn khiến lòng người kinh hãi đánh về hướng hàn lập thiếu phụ quần hồng cũng bấm niệm pháp quyết vung lên một phi kiếm hồng nhạt bắn ra từ trong tay nàng nhoáng cái hóa thành kiếm ảnh phấn hồng đầy trời chém xuống hàn lập hàn lập đối mặt công kích đầy trời hạ xuống trong miệng hừ lạnh một tiếng một tay bấm niệm pháp quyết há miệng phun ra một đoàn hỏa cầu màu bạc đường kính hơn một trượng ầm ầm một tiếng hỏa cầu màu bạc lập tức khuếch tán rộng ra trong nháy mắt hóa thành một biển lửa màu bạc lớn gần một mẫu bao phủ thân thể hắn vào trong sóng lửa cực lớn cuồn cuộn cao mấy trượng, một cỗ khí tức cực nóng khó có thể hình dung bộc phát ra. Trong biển lửa, một hỏa điều màu bạc bay múa cuồn cuộn, đúng là tinh viêm hỏa điểu. Những hắc tuyến, băng gai kia bị biển lửa màu bạc bao phủ vào trong, lập tức tan ra biến mất. Kiếm ảnh phấn hồng đầy trời cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một phi kiếm phấn hồng, bị hỏa diễm màu bạc xung quanh phá hủy, linh quang mặt ngoài nhanh chóng trở nên ảm đạm. Thiếu phụ quần hồng biến sắc, đang muốn phất tay triệu hồi phi kiếm. Vào thời khắc này ngân ảnh lóe lên, thân ảnh tinh viêm hỏa điều lao vùn vụt qua, há miệng ngậm phi kiếm phấn hồng, sau đó ngửa đầu nuốt xuống, dường như nuốt một con sâu nhỏ. Tâm thần liên hệ của thiếu phụ quần hồng và phi kiếm phấn hồng trong nháy mắt biến mất, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện lên vẻ trắng bệch. Tam muội, lão giả mặt đen kinh hô một tiếng, đưa tay tính làm gì đó, nhưng thân hình tinh viêm hỏa điều khẽ động, đột nhiên hóa thành một đạo ngân ảnh bay vụt về phía lão, tốc độ nhanh kinh người. Hỏa điều chưa đến, một cỗ khí tức cực nóng như mặt trời đã ẩm ẩm kéo đến, hư không điên cuồng run rẩy không thôi, dường như bị trực tiếp thiêu đốt. Bóng đen quanh người lão giả như băng tuyết dưới mặt trời, nhanh chóng bốc hơi phiêu tán. Sắc mặt lão giả mặt đen đại biến, thân hình nhoáng một cái bắn ngược lui sau, đồng thời hắc quang đại phóng toàn thân, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh tạo thành một linh vực màu đen như thực chất lớn khoảng 10 trường. Một cỗ lực lượng pháp tắc cực hàn cuồn cuộn trong linh vực màu đen, trong nháy mắt tất cả chấn động trong phạm vi linh vực đều bất động, bị cỗ lực lượng pháp tác cực hàn này đông lại. Cùng lúc đó, quang mang trên người lão chấp liên tục, lão gọi ra bảy tám kiện bảo vật các màu, hóa thành một vòng bảo hộ, ngăn cản trước người. Mà tinh viêm hỏa điều thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tiêm mỉa mai nhân cách hóa. Hai cánh nó mở ra, chờ tăng trưởng gấp bội, trên cánh còn hiện ra 10 quang điểm màu bạc. Chỉ nghe phốc một tiếng, từng đạo hỏa diễm màu bạc từ những quang điểm kia phun ra phía sau. Tốc độ tinh viêm hỏa điều đột nhiên tăng nhiều, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng màu bạc, trong nháy mắt đuổi theo lão giả mặt đen, bay vào giữa linh vực màu đen kia. Linh vực màu đen như có thực chất căn bản không ảnh hưởng chút nào đến tinh viêm hỏa điểu, trong nháy mắt bị nó xuyên qua, lập tức đâm vào tầng tầng bảo hộ trước người lão giả mặt đen. Liên tục mấy tiếng giòn vang, 7, 8 tầng bảo hộ giống như tờ giấy bị nghiền nát, hóa thành từng điểm linh quang phiêu tán. Tốc độ tinh viêm hỏa điểu dường như còn chưa dừng lại, sau một cái chớp động liền xuyên thủng thân thể lão giả mặt đen thân thể lão giả mặt đen lập tức bị chia thành hai đoạn, hai đoạn thân thể tàn phế lại bị ngân diễm bao trùm, thiêu đốt hừng hực. Thiếu phụ quần hồng ở nơi xa thấy cảnh này, cuối cùng trên mặt cũng lộ vẻ sợ hãi, nghiến răng quay người hóa thành một đạo trường hồng, bỏ chạy về phía xa. Nhưng nàng vừa mới bay ra khoảng trăm trượng, hư không gần đó chấn động một cái, có vài sợi xiềng xích óng ánh bắn ra, nhanh như tia chớp quấn quanh người nàng, trói chặt lại. Cùng lúc đó, hư không gần đó có bóng người hoa lên, thân ảnh Hàn Lập Lăng không lơ lửng hiện ra, hiển nhiên đã khôi phục thân thể. Sắc mặt thiếu phụ quần hồng lần nữa biến đổi, hào quang phấn hồng trên thân bỗng nhiên đại phóng, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, cũng mở ra linh vực màu hồng phấn. Bằng cách nào đó, hơn 10 cỗ mùi thơm lạ lùng hoặc đậm hoặc nhạt đột nhiên xuất hiện trong linh vực phấn hồng, tương dung nhất thể với lực lượng pháp tác trong linh vực, sau đó đều đánh tới hướng Hàn Lập. Đồng tử Hàn Lập co lại, kim quang ngoài thân đại phóng, từng cỗ lực lượng thời gian pháp tác hiện hiện ra ngăn cản toàn bộ linh vực và lực lượng pháp tắc, không dám để chúng đến gần người. Đồng thời, hắn cong ngón tay búng ra, vài đạo hồ quang điện màu vàng từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên đánh vào mi tâm, đan điền của thiếu phụ quần hồng. Xoẹt một tiếng sấm vang lên, thân thể thiếu phụ quần hồng cháy đen một mảnh, có rút điên cuồng rồi run vài cái, ngẹo đầu hôn mê. Thiếu phụ phấn hồng hôn mê, linh vực phấn hồng cũng theo đó biến mất, hơn 10 loại mùi thơm lập tức phiêu tán xung quanh. Hàn lập phất tay áo vung lên, một mảnh hào quang xanh biếc từ trong tay áo hắn bay ra, phát ra một cỗ hấp lực cường đại. Những mê hương xung quanh lập tức hội tụ lại như trăm sông đổ vào biển, rất nhanh đều chui vào trong tay áo hắn, biến mất không thấy. Vào thời khắc này, trong kiếm trận xa xa chợt vang lên một tiếng trầm đục, sau đó thanh ảnh lóe lên, một tiểu nhân màu xanh bắn ra từ trong kiếm trận, đúng là nguyên anh của kỳ lão. Không biết lão thi triển thần thông gì mà trốn ra khỏi cầu long kiếm trận. Nguyên Anh màu xanh vừa bay ra ngoài lập tức hóa thành một đạo trường hồng màu xanh chạy trốn về phía xa xa. Nhưng vào lúc này, thân hình Thạch Xuyên không lóe lên xuất hiện ở phía trước, phất tay phát ra một cỗ quang mang màu tím, hóa thành một đại thủ màu tím đen, nhanh như tia chớp chụp xuống, nắm chặt Nguyên Anh màu xanh. Lập tức Nguyên Anh màu xanh ra sức giãy giụa, nhưng từng đám quang ti màu tím đen bắn ra từ đại thủ, lần lượt hóa thành từng tấm lưới lớn dày đặc, giam cầm thật chặt. Kỳ lão, ngươi là người bên cạnh mẫu hậu, từ nhỏ ta đã xem ngươi là trí thân, tự hỏi chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với ngươi, vì sao ngươi lại bán đứng ta. Thạch Xuyên không nhìn Nguyên Anh màu xanh, hai tay nhanh nắm thành quyền, trầm giọng hỏi. Các ngươi đừng mơ chế trụ ta để nghe ngóng bất luận chuyện gì về thiếu chủ. Nguyên Anh màu xanh giống như không nghe thấy lời Thạch Xuyên không, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc kiên quyết. Sau khi nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên tỏa ra thanh quang vô cùng chói mắt, rung động ông ông mãnh liệt. Thạch Xuyên không nghe vậy, lập tức giật mình khẽ, thạch đạo Hữu mau ngăn cản hắn, chứa để hắn tự bảo. Hàn lập lên tiếng kinh hô, thạch xuyên không nghe vậy, hào quang màu tím trên đại thủ tỏa sáng, từng đám quang ti màu tím đang muốn xâm nhập vào trong Nguyên Anh, nhưng đã muộn. Nguyên Anh màu xanh tản mát ra hào quang, sau đó ầm một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, đã tự bạo rồi. Một vòng kiêu dương thanh sắc lăng không lơ lửng hiện ra, sau đó điên cuồng tỏa ra khắp nơi. Thạch Xuyên không vội vàng lách mình lui về phía sau, nhưng gã cách Kiêu Dương thanh sắc quá gần, dù phản ứng thần tốc cũng không kịp né tránh, mắt thấy sẽ bị cuốn vào trong đó. Vào thời khắc này, một đạo lôi quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người Thạch Xuyên Không, lóe lên hóa thành một vòng bảo hộ lôi điện màu vàng, mơ hồ có thể thấy hai thanh phi kiếm màu vàng giao nhau. Kiêu Dương thanh sắc hoàn toàn bộc phát ra, hung hăng đánh thẳng vào vòng bảo hộ lôi điện. Vòng bảo hộ lôi điện rung động lắc lư không thôi, nhưng không hề có dấu hiệu tan vỡ nào. Sau mấy hơi thở, kiêu dương thanh sắc nhanh chóng ảm đạm sau đó biến mất vô tung thân ảnh hàn lập nhoáng một cái xuất hiện ở một bên mặt không biểu tình bấm niệm pháp quyết điểm xuống một cái phòng bảo hộ lôi điện màu vàng cũng lóe lên biến mất hóa thành hai chuôi thanh trúc phong vân kiếm bay trở về trong tay áo hắn lệ đạo hiếu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không biết cao phong trong miệng lão là người nào thạch xuyên không quay người nhìn về phía hàn lập hàn lập cũng không lập tức trả lời nhắm mắt lại tựa hồ đang cảm ứng cái gì vào thời khắc này một tiếng vang thật lớn phát ra từ hư không cách đó mấy trăm trượng. Chỗ hư không đó điên cuồng chấn động, lập tức một bóng người màu vàng bắn ra từ trong đó. Phía sau bóng người màu vàng, một đạo thanh ảnh đuổi sát theo, rõ ràng là Hàn Lập khác. Hắn vung tay lên, sáu đạo kim quang từ trong tay bắn ra như điện, là sáu chuôi thanh trúc phong vân kiếm, chém về phía hư không bóng người màu vàng. Tiếng xé gió vang lên, sáu đạo kiếm ảnh màu vàng dài chừng 10 trượng lăng không hiện ra trên đỉnh đầu bóng người màu vàng sau đó chém xuống một cái long trời lở đất. Hừ, bóng người màu vàng phía trước phát ra một tiếng hừ lạnh nhỏ, vung tay lên, một đạo tinh quang sáng trói từ trong tay bắn ra, trong mơ hồ có thể thấy một gương đồng màu vàng, nghinh đón sáu đạo kiếm ảnh màu vàng trong không trung. Một tiếng nổ mạnh rung trời, sáu đạo kiếm ảnh màu vàng phản chấn bay ngược về, nhưng đạo tinh quang sáng trói cũng vỡ ra. Bóng người màu vàng thừa cơ bay tán loạn, mơ hồ một cái biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc xuất hiện ngoài mấy trăm trượng, hóa thành một bóng người áo vàng xem thân hình là một nam tử chỉ là trên mặt bị một tầng hoàng mang che khuất nhìn không rõ dung mạo thạch xuyên không thấy cảnh này sắc mặt lần nữa biến đổi nếu ta đoán không sai toàn bộ đều là do người này gây nên tuy không biết hắn dùng thủ đoạn gì bọn kỳ lão hẳn là chúng bí thuật nào đó trong tay người này nhìn hai người chúng ta thành những người khác nên mới cố sức hạ sát thủ với chúng ta như vậy hàn lập nhìn thanh niên mặt nạ này mở miệng nói ra Thạch Xuyên không nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Hàn Lập không tiếp tục đuổi theo, mà phất tay áo vung lên. Hàn Lập bên cạnh Thạch Xuyên không hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh bắn ra, lóe lên rồi dung nhập vào cơ thể Hàn Lập, dĩ nhiên là một hóa thân. Cầu Long kiếm trận bên kia cũng ầm ầm giải thể, hóa thành 12 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, cũng nối đuôi nhau bay vào trong tay áo hắn. Kiếm trận biến mất, thi thể đám người nam tử núi thịt rơi từ trong ra, đập trên mặt đất chương 805, chúng chiêu. Xin lỗi, tình huống vừa rồi quá khẩn cấp, tuy có phát hiện một chút dị thường nhưng vẫn không kịp thu tay lại. Hàn lập có chút áy náy nói, lần nữa giơ tay lên vẫy một cái. Tiếng nói vừa dứt một đoàn ngân sắc hỏa diễm từ xa bay lại, rơi cạnh người hắn, bộc một tiếng, một thân thể từ trong rơi xuống, chính là lão giả mặt đen. Thân thể lão lúc trước chia làm hai giờ đã gắn lại với nhau, bất quá khí thức huệ hoài. Lão giả mặt đen tựa như bị hạ cấm chế nào đó trong cơ thể, giờ phút này nằm trên đất không cách nào nhúc nhích, dùng một loại ánh mắt đầy cừu hận nhìn hai người Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không. Mà đoàn ngân sắc hỏa diễm cuồn cuộn tụ lại, hóa thành tinh viêm hỏa điểu, chợt lóe một cái liền nhập vào trong cơ thể Hàn Lập. Thạch Xuyên không tựa hồ không nghe thấy lời nói của Hàn Lập, vẻ mặt đầy phức tạp nhìn lão giả mặt đen nằm dưới đất, sau đó xoay chuyển ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Bào Nam từ cách đó không xa. Các hạ thật là tinh mắt, chỉ bằng một chút đầu mối ít ỏi, lại có thể suy đoán ra nhiều như vậy, Bội phục, bội phục. Hoàng Bao Nam Tử nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lập đánh giá, vỗ tay cười nói. Trong lúc nói chuyện, hoàng mang trên mặt gã phiêu tán đi, lộ ra dung nhan phía dưới. Người này đeo nửa tấm mặt nạ màu bạc, che kín nửa gương mặt bên trái, nửa bộ mặt bên phải lộ ra có làn da trắng nõn bóng mịn, thoạt nhìn như là một thanh niên 25-26 tuổi. Nếu nhìn kỹ có thể thấy trên nửa gương mặt này được trang điểm một lớp phấn dày, trên má đánh một chút phấn hồng, trên môi cũng bôi một lớp son đỏ. Nhìn không ra nam cũng không ra nữ, hết sức quỷ dị. Hoa Kính, chính là ngươi." Thạch Xuyên không tựa hồ nhận ra người này, nghiêm nghị quát lên. Ngay sau đó toàn thân gã đột nhiên run rẩy, trong đôi mắt hiện ra từng sợi tia máu, lộ ra thần tình cực độ thống khổ, khí tức toàn thân kịch liệt rối loạn, mơ hồ có khuynh hướng bộc phát ra. Hàn Lập khẽ nhíu mày, thân ảnh nhoáng lên một cái xuất hiện ở bên cạnh Thạch Xuyên không, vung tay phát ra một cỗ thanh quang, nhập vào trong cơ thể gã khí tức rối loạn trên người Thạch Xuyên không lập tức lắng xuống không ít, tiêm máu trong mắt cũng biến mất một ít, vẻ mặt cũng hơi bình phục. Thạch Đạo Hiếu, ta biết tâm tình của ngươi, tuy nhiên bây giờ không phải là thời điểm bi thương, thực lực người này không kém, pháp tác càng thêm quỷ dị. Ngươi tựa hồ nhận biết hắn, lai lịch hắn thế nào? Hàn lập thật nhanh truyền âm hỏi, nam tử đeo mặt nạ này có tu vi cao thâm, đã đạt tới thái ất hậu kỳ, mà bảo trong tay vô cùng lợi hại, đám người kỳ lão còn xa mới sánh bằng hai người vừa rồi đơn giản giao thủ, hắn vận dụng sáu chuôi thanh trúc phong vân kiếm, cũng không chiếm được chút thượng phong nào. Người này tên là Hoa Kính, chính là thủ hạ đắc lực của ngũ tỷ ta thạch cạnh nhiên, tu luyện một loại chính là thôi miên pháp tắc, có thể trong lúc vô tình điều khiển ngũ giác người khác, bọn người kỳ lão sợ rằng đúng như người đoán, bị trung ám toán của người này. Thạch Xuyên không nghe vậy, hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, truyền âm trả lời. Hàn Lập nghe vậy, chân mày lần nữa nhíu lại, Lúc trước ở thập hoạn Sơn Mạch và Hùng Cứ Thành chính là đại hoàng tử Thạch Trảm Phong, hôm nay đến nhẫm Sơn Thành, lại chui ra một thạch cạnh nhiên, xem ra những anh chị em của Thạch Xuyên không ở ma vực đều không phải là đèn cạn dầu ha. Chính là ngũ tỷ phái người tới đây, mục đích của nàng là gì? Thạch Xuyên không tiến lên phía trước một bước, trong mắt ẩn hiện tia máu nhìn về phía hoa kính, lạnh giọng hỏi. Thập tam hoàng tử Điện Hạ cần gì biết rồi còn hỏi, mặc dù ngũ Điện Hạ sai ta đem đầu của ngươi cùng với la trá tỷ bà về tuy nhiên không nghĩ tới bên người ngươi còn có cao thủ như thế, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Chúng ta không ngại thương lượng, người giao la trá tỉ bà ra, ta lập tức xoay người đi, như thế nào? Hoa kính bóp bóp các ngón tay, liếc về phía Hàn Lập một cái, thấp giọng cười yếu ớt nói. Hàn Lập nghe lời này, không nói gì, buồn cười. Ngươi tự tiện xông vào nhẫm sơn thành của gia, còn hại chết nhiều thủ hạ của ta như vậy, hôm nay đừng hỏng sống sót rời khỏi nơi này. Thạch xuyên không gần từng chữ một, sát ý tràn ra. Chật chật, bất quá chỉ là chết một lão nô cùng mấy con chó mà thôi, thập tam hoàng tử cần gì phải nổi giận thất thố như vậy, không sợ tổn thương thể diện cùng huyết mạch cao quý trên người ngươi sao. Một tay hoa kính che miệng, cười khúc khích quái dị nói. Thạch xuyên không cũng không nhiều lời nữa, thân hình như điện nhào ra. Trong ngực gã chợt lóe ngân quang, la trá tỷ bà hiện ra, mười ngón tay gảy nhanh lên dây đàn, vô số phù văn màu bạc như nốt nhạc bắn ra, sau đó tụ lại hóa thành hàng trăm chiếc phong nhận, rồi tốc độ một lần nữa tăng lên, phát ra tiếng xé gió vù vù, giống như mưa xa nhanh như điện bắn tới hoa kính. Những phong nhận màu bạc này không chỉ cực nhanh, mà đồng thời lúc ẩn lúc hiện giống như u linh, làm cho người có cảm giác hoa cả mắt, không thể tránh né. Hoa kính thấy la trá tỷ bà, hai mắt hơi sáng lên, chợt lóe lên vẻ tham lam, thân hình lại giống như gió lùi nhanh về phía sau. Vào thời khắc này, sau lưng y chợt lóe lôi quang, ba chuôi phi kiếm màu vàng không tiếng động hiện ra, hơi rung lên, liền huyễn hóa thành rậm rạp chẳng chịt bóng kiếm màu vàng, ùn ùn kéo đến ngăn trở đường lui của y hoa kính thấy vậy sắc mặt không thay đổi chút nào vung tay một cái đỉnh đầu y chợt lóe hoàng mang hiện ra một chiếc chuông nhỏ tinh xảo màu vàng đất một tiếng chuông vang lên từ trên chuông nhỏ tỏa ra một luồng tia sáng màu vàng trói mắt sau đó xoay tít một vòng hóa thành hư ảnh một chiếc chuông lớn màu vàng bao phủ thân thể y vào trong một khắc sau vô số bóng kiếm màu vàng cùng phong nhận màu bạc dày đặc phóng tới chém lên trên hư ảnh chuông lớn trong phút chốc bên ngoài hư ảnh chuông lớn phập phù linh quang không dứt nhưng lại vững như thái sơn nhẹ nhàng chặn công kích của hai người thạch xuyên không thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống trong tay biến đổi pháp quyết mấy trăm chiếc phong nhận màu bạc kia lập tức phóng lên bay múa vây quanh chuông lớn màu vàng tựa như mấy trăm con én màu bạc mà ngón tay thạch xuyên không gảy nhanh liên tục lên tì bà trong âm thanh của tiếng đàn mấy trăm phong nhận màu bạc lập tức hội tụ lại một nơi trong nháy mắt hóa thành hai vầng trăng khuyết màu bạc lớn đến mấy trượng hai vầng trăng khuyết màu bạc lập lòe ngân quang, tản mát ra trận trận âm thanh ầm ầm, tựa như trì hoãn dồn lực chém về phía chuông lớn màu vàng. Hoa kính vừa thấy thanh thế hai vầng ngân nguyệt như vậy, chân mày cũng hơi nhíu một cái, hai tay lập tức vung lên, hư ảnh chuông lớn màu vàng quanh người bỗng nhiên sáng lên, lại dày hơn rất nhiều. Đồng thời vô số phù văn màu vàng ở phía trên nổi lên dày đặc, tản mát ra một cổ thổ pháp tác lực vừa dày vừa nặng, tựa như tòa núi lớn. Một khắc sau hai vầng ngân nguyệt chém lên trên hư ảnh chiếc chuông lớn, không gian ba động nổi lên, hai vầng ngân nguyệt im hơi lặng tiếng nhập vào trong đó. chuông lớn màu vàng cơ hồ tạo thành giống như thực chất, phía trên còn có pháp tác lực vô cùng dày đặc, toàn bộ lại giống như hư ảo vậy. cái gì? hoa kính thấy cảnh này trong lòng rét run, dưới chân trượt đạp một cái vào hư không, thân thể hóa thành một đạo hoàng ảnh bắn lui về phía sau. nhưng vào thời khắc này, hư không phía sau hoa kính lóe lên một cái bóng người, thân hình hàn lập hiện ra đấm mạnh một quyền lên trên chuông lớn màu vàng. Con một tiếng vang thật lớn, chuông lớn màu vàng chấn động ông ông, mặc dù không có vỡ vụn, nhưng hoàng mang tản ra run rẩy không ngừng, tạo thành từng đạo gợn sóng màu vàng, đánh lên trên người hoa kính. Thân hình hoa kính bắn về phía sau nhất thời chậm lại, lập tức liền bị kia vầng ngân nguyệt đuổi kịp. Hai vầng ngân nguyệt chém thành hai đường chéo trên người gã, hai cổ không gian pháp tắc sắc bén bùng nổ. Phập phập bụp âm thanh vang lên, thân thể hoa kính nhất thời nổ tung, máu thịt văng tung tóe, hóa thành một bãi bùn nát. Kỳ lão, ta đã báo thù cho ngươi, ngươi ra đi thật tốt. Sắc mặt Thạch Xuyên không buông lỏng một chút, trong miệng tự lầm bầm nói. Không đúng, sắc mặt Hàn Lập đột nhiên trở nên hết sức ngưng trọng, trầm giọng quát lên. Thạch Xuyên không dương mắt nhìn lên, sắc mặt cũng biến đổi. Chỉ thấy đoàn máu thịt nổ tung kia chợt lóe, trở nên trong suốt, sau đó rất nhanh nhạt đi rồi biến mất, không ngờ chỉ là một đạo ảo ảnh. Hai mắt Hàn Lập đại phóng tử quang, mở rộng hướng ra xung quanh tìm tòi, đồng thời thần thức khổng lồ cũng tràn ngập ra. Thập tam hoàng tử điện hạ cứ như vậy lại muốn giết ta. Thật đúng là làm người ta thương tâm, bất quá hoa kính ta nếu chỉ có chút khả năng như vậy, sợ là cỏ ở mộ phần đã mọc cao hơn trượng rồi. Một thanh âm đầy u ám từ ngoài mấy trăm trượng vang lên, đồng thời thân hình hoa kính chợt lóe hiện ra, mặt lộ vẻ châm trọc Đỉnh đầu y chợt lóe hoàng mang, một mặt gương đồng màu vàng mơ hồ từ từ bay lên. Gương đồng lớn hơn một thước, Toàn thân tản mát ra từng đạo tinh quang, phía cạnh ngoài điêu khắc một vòng hoa văn có hình dạng nồng nọc, ở giữa khắc một đóa hoa màu đỏ tươi đang nở bung ra, trông vô cùng rực rỡ. Hàn Lập nhìn về phía gương đồng màu vàng kia, tầm mắt nhất thời bị đóa hoa màu đỏ tươi kia hấp dẫn. Gương đồng kia nhẹ nhàng xoay tròn, đóa hoa đỏ tươi phía trên chuyển động, tựa như sống lại vậy. Không tốt, hắn nhanh chóng thức tỉnh, thần thức lực khổng lồ trong đầu dồn sức, sau đó cuồn cuộn vận chuyển mở ra trong đầu hắn chẳng biết lúc nào hiện ra từng đạo bóng đỏ quấn quanh ở trên thần hồn hắn đang thâm nhập vào phía trong bất quá thần thức lực khổng lồ của hàn lập mạnh mẽ vận chuyển lập tức cuốn những bóng đỏ kia vào trong đó vài âm thanh như tiếng xé lụa vang lên những bóng đỏ kia nhất thời bị cắt nát tan biến không còn dấu tích trong đầu hàn lập nhất thời một trận thanh minh nhẹ thở ra một hơi sau đó ánh mắt như đao nhìn về hoa kính di không nghĩ tới thần thức lực các hạ lại cường đại như vậy có thể gắng ngượng tránh thoát hoa kính thuật của ta bội phục bất quá trong mắt hoa kính lóe lên vẻ kinh ngạc ngay sau đó tuyết miệng quỷ dị cười một tiếng trong lòng hàn lập rét run ngưng thần phòng bị vào thời khắc này vèo vèo hai tiếng sắc nhọn vang lên hai đạo bóng trắng một trái một phải bắn tới nhanh như tia chớp đánh về phía thân thể hắn trên mặt hàn lập biến sắc bên ngoài thân chợt lóe kim quang lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh tránh sang bên cạnh hiểm hiểm tránh thoát hai đạo bóng trắng tập kích thân hình hắn chợt lóe xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, sắc mặt khó coi nhìn về phía cũ nơi mà Thạch Xuyên không đứng cạnh mình lúc trước, trầm giọng nói Thạch Đạo Hữu Tạc tử, nạp mạng đi, lúc này vành mắt Thạch Xuyên không như sắp nứt ra, lần nữa lao tới hàn lập, la trá tỉ bà trong tay gảy len ken liên tục, vô số nốt nhạc màu bạc từ trong cuồn cuộn trào ra, ngay sau đó tụ lại hóa thành đầy trời phong nhận màu bạc, bắn tới hàn lập. Mà hai đạo bạch quang kia ở giữa không chung vòng vo một vòng, lần nữa đánh tới hàn lập, chính là hai chuôi ngọc thước màu trắng. Thạch Xuyên không há miệng phun ra hai luồng máu tươi, chợt lóe lên nhập vào bên trong hai chuôi ngọc thước. Vô số phù văn màu trắng từ trên ngọc thước cuồng trào ra, xoay tít một vòng, hai cây ngọc thước trong nháy mắt hóa thành hai đoàn ánh sáng màu trắng mông lung lớn như một tòa cung điện, phát ra tiếng ầm ầm như sấm rền, đè xuống hướng Hàn Lập. Hàn Lập nhướng mày một cái, trên người chợt lóe lôi quang màu vàng, cả người trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích một khắc sau xuất hiện hư không sau lưng Thạch Xuyên không cách đó không xa. Thạch đạo Hữu còn không mau tỉnh lại, hắn trầm giọng hét lớn, thanh âm vang vọng như sấm, thật giống như sư hổ gầm thét, càng mơ hồ mang theo mấy phần cảm giác phạm âm. Đây chính là trước kia hắn học qua một môn bí thuật của Phật môn gọi là sư tử hống, có thể chấn hồn phá thần thông huyễn thuật. Nhưng Thạch Xuyên không lại không phản ứng chút nào với sư tử hống của Hàn Lập, nhanh như tia chất xoay người lại, năm ngón tay đột nhiên vung lên, Năm đạo ma khí tím đen từ đầu ngón tay y bắn ra, hóa thành một ma chảo màu tím đen, phía trên quấn quanh một đoàn tử hắc hỏa diễm, nhanh chóng chộp xuống chỗ yếu hại trước ngực Hàn Lập. Chương 806, Phong hồn. Hàn Lập thấy thế, liền bấm niệm pháp quyết, bất ngờ từ trên phi kiếm nổi lên mấy đạo lôi điện màu vàng vừa thô vừa to, liên tục điểm vào nghi tâm của Thạch Xuyên không cùng khắp dưới bụng của y. Cả người Thạch Xuyên không chấn động dữ dội, từng đạo lôi điện lan tỏa ra khắp người, khiến cho cả thân thể cháy đen thành một mảnh. Tuy nhiên dường như y không cảm giác đau đớn chút nào, dù bị đánh văng ra ngoài một đoạn, nhưng liền ổn định thân hình, rồi lại lần nữa lao nhanh đến. Mơ hồ cùng lúc đó, từ trên trời giáng xuống mấy đạo hắc quang, giống như những tia sét màu đen, đánh về phía Hàn Lập vô cùng nhanh. Đồng thời ngay chỗ khác chuyển đến một mùi hương ngọt ngào, chợt từ đó hiện ra một đầu vụ long màu hồng phấn, liền há cái miệng to như chậu máu, cắn về phía Hàn Lập. Sao có thể, Hàn Lập giật mình, bên ngoài người hắn lóe lên lôi điện màu vàng, lần nữa bắn ngược về phía sau. Đằng sau Hắc Quang cùng Vũ Long, liền hiện ra thân ảnh lão giả mặt đen cùng thiếu phụ váy hồng. Sắc mặt hai người xám xịt, khí tức hỗn loạn, dưới tình hình như vậy, căn bản là bọn họ không thể động thủ giao chiến được, nhưng bọn họ lại không nhận ra, vẫn điên cuồng lao tới như trước. Những ai đã trúng thần thông hoa kính của ta, chỉ cần ta không phá giải, thì mặc kệ bọn hắn có tổn thương nặng cỡ nào, đều không thể nào nhận ra, cũng không cách nào tỉnh lại được bọn hắn sẽ phải dốc sức liều mạng cho đến chết mà thôi. Tiếng cười điên cuồng của hoa kính truyền đến, Hàn Lập nghe vậy hai mắt nhíu lại, sắc mặt chìm xuống, hắn khẽ vung một tay về phía trước người. Một tiếng lôi điện nổ vang ầm ầm, chợt hiện ra một hàng 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Đi, hắn bấm niệm pháp quyết một cái, 18 thanh phi kiếm chấn động dữ dội, tiếp đó đều bùng lên bắn nhanh ra, nghênh tiếp ba người thạch xuyên không. Từng đạo lôi điện màu vàng thô to phát ra, kết nối đan vào một chỗ, tạo thành một cơn sóng thủy chiều kéo dài hơn 10 dặm, từ trong đó lan tỏa ra từng cỗ pháp tắc lôi điện vô cùng mạnh mẽ. Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái bay vào trong đó, liền khiến cho cơn sóng lôi điện càng sáng lên, không ngừng quét về phía trước, trong nháy mắt đã đến trước ba người Thạch Xuyên không. Ba người Thạch Xuyên không không nói gì, cùng lúc ra tay hết sức. Mười ngón tay Thạch Xuyên không hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng gãy lên cây đàn la trá tỷ bà, khiến nó phát ra từng cỗ âm thanh điên cuồng, từ đó tuôn ra vô số phù văn màu bạc những âm phù màu bạc một phân thành hai, phân biệt dung nhập vào trong phong nhận màu bạc cùng hai chùm sáng màu trắng kia. Phong nhận màu bạc không ngừng tụ vào một chỗ, hóa thành một vầng loan nguyệt màu bạc, so với lúc giết huyễn ảnh hoa kính còn lớn hơn gấp đôi. Còn hai chùm sáng màu trắng kia cũng hỗ trợ lẫn nhau, xoay tròn một vòng liền hóa thành một vầng mặt trời màu trắng chói mắt. Nhật nguyệt sen kẽ xoay quanh nhau, tỏa ra từng tia sáng màu trắng ngút trời, khiến cho cả hư không xung quanh trở nên vặn vẹo hình thành từng đạo gợn sóng không gian, đánh về phía cơn sóng lôi điện. Lão giả mặt đen há miệng phun một cái, phun ra một nghiên mực màu đen, ngay khi lão vừa bấm niệm pháp quyết thúc dục, nghiên mực màu đen liền lập tức mau chóng xoay tròn. Từ đó tỏa ra mảng lớn sương mù tối mịt, trong chớp mắt ngưng tụ lại hình thành một cơn thủy triều sương mù màu đen. Trong thủy triều sương mù, hàn khí lan tỏa ra, ngay ở giữa lấp lóe hắc mang, từng khối băng tinh lớn nhỏ màu đen hiện ra, cho thủy triều sương mù càng trở nên nồng đậm hình thành cơn thủy triều sóng to gió lớn. Vốn thủy triều sương mù màu đen bồng bình mờ mịt, trong nháy mắt đã biến thành một cơn sóng sông băng, chảy xiết ù ù lao về phía trước. Còn thiếu phụ váy hồng thì lật tay một cái, bỗng nhiên tế ra một quyển trục màu trắng, rồi phất tay đánh ra một cái. Lập tức từ trong quyển trục tuôn ra vô số phù văn màu trắng, rối giết ngưng tụ lại, huyễn hóa thành tám đầu tinh long màu trắng sinh động như thật. Thiếu phụ váy hồng khẽ kêu một tiếng, chợt quanh người lóe lên hào quang phấn hồng, không ngừng rót vào bên trong quyển trục màu trắng. Ngay lập tức quyển trục màu trắng rung động dữ dội, trong nháy mắt biến thành màu hồng phấn, đến cả tám đầu long ảnh màu trắng kia cũng thay đổi thành màu hồng phấn, đồng thời nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã biến thành tám đầu tinh long phấn hồng dài trăm trượng. Những tinh long này nhìn giống như được huyền băng đúc thành, khác biệt hoàn toàn với con vụ long trước đó, hơn nữa khí tức phát ra đã tiếp cận thái ất cảnh. Lúc này sắc mặt thiếu phụ váy hồng trở nên trắng bệch vô cùng, gần như trong suốt, nhưng vẫn không ngừng bấm niệm pháp quyết. Tám đầu tinh long phấn hồng lao ra, đánh về phía trước. Ầm ầm, công kích bốn người va chạm vào nhau, không ngừng phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Vàng, bạc, đen, hồng, bốn màu ánh sáng xen lẫn va chạm nhau mạnh mẽ, giống như bốn đầu cự thú đang liều mình ra sức cắn xé nhau, nhất thời rằng co với nhau, tựa hồ khó phân thắng bại. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, lực lượng lôi điện màu vàng chiếm ưu thế hơn, chỉ là dường như nó sợ làm trọng thương ba người kia, cho nên không dám bộc phát ra toàn bộ uy lực. Hạc hạc, hoa kính đứng phía xa nhìn thấy vậy, lại cười như điên lần nữa, gã khẽ cắn ngón tay, trong ánh mắt lộ vẻ yêu dị, sắc mặt cực kỳ say mê. Gã thích nhất là nhìn thấy tình cảnh như vậy, vốn đồng bạn tin tưởng nhau lại trở nên quên hết tất cả mà chém giết lẫn nhau, còn người thanh tỉnh thì nhớ tình nghĩa đồng bạn mà không dám ra tay toàn lực, khiến kẻ đó dần trở nên mệt mỏi. Tình cảnh này, quả thực là cực kỳ thú vị, trong cơn sóng lôi điện, hàn lập thúc giục vô số lôi điện màu vàng chống đỡ công kích ba người nghe tiếng hoa kính cười điên dại bất ngờ hắn hử lạnh một tiếng mười ngón tay bấm niệm pháp quyết liên tục kim quang lóe lên mười tám đạo kiếm quang vừa thô vừa to từ trong lôi chiều bắn ra nhanh như chớp quấn quanh hào quang hộ thể cả ba người thạch xuyên không mạnh mẽ xoắn một cái cả ba người thạch xuyên không đã dốc hết sức để ngăn cản lôi chiều màu vàng căn bản là không thể bận tâm về chuyện khác phanh 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 từng tiếng nổ trầm đục vang lên hào quang hộ thể ba người thạch xuyên không vỡ tan từng đạo lôi điện màu vàng vừa thô vừa to từ xung quanh điên cuồng lao tới đánh trên thân thể cả ba người bọn họ cả ba người bọn họ lập tức bị đánh văng ra ngoài trong miệng cả ba đều phun cỗ máu tươi dữ dội còn hào quang quanh người cũng đã biến mất không còn đâu lôi điện pháp tác trong thanh trúc phong vân kiếm đặc biệt có mang theo hoán cốt kim lôi có thể làm cả người bọn họ tê liệt mất đi khống chế tiên linh lực cùng với thân thể nhưng trong đầu ba người bọn họ lóe lên hào quang đỏ tươi cơ thể ba người bọn họ lập tức bị cưỡng ép đứng dậy di chuyển bất kể tổn thương, trên người bọn họ lại lần nữa hiện lên đủ loại hào quang. Ngay đúng lúc đó, thân ảnh Hàn Lập từ trong hư không hiện ra trước ba người bọn họ, vô cùng nhanh chóng điểm liên tục ba lần lên chán ba người bọn họ. Mỗi lần hắn điểm ra, thì đầu ngón tay hắn đều có bắn ra mấy sợi xiềng xích óng ánh, lóe lên liền biến mất, chui vào trong mi tâm ba người thạch xuyên không. Ánh mắt ba người thạch xuyên không trở nên trống rỗng, tiếp đó bịch một tiếng, cả ba đều ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Ngay sau khi nhanh như chớp chế ngự cả ba người, tiên linh lực trong cơ thể Hàn Lập cũng đã tiêu hao rất nhiều, sắc mặt hắn cũng hơi trắng nhợt, hắn liền hít thở một hơi thật sâu, mới khôi phục lại bình thường. Sau đó hắn vung tay bấm niệm pháp quyết, những lôi điện màu vàng khắp trời liền lập tức nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt hóa thành 18 chuôi phi kiếm màu vàng óng, lóe lên chui vào trong tay áo hắn. Hoa Kính thấy vậy, nụ cười trên mặt liền ngưng động lại, bất ngờ đứng lên, trong tay bấm niệm pháp quyết liên tục, nhưng cả ba người thạch xuyên không vẫn như trước không có phản ứng chút nào vậy mà ngươi có thể phong bế được thần hồn bọn hắn ngươi đã dùng thủ đoạn gì sắc mặt hoa kính trở nên âm trầm vô cùng vẻ mặt tươi cười lúc trước đã không còn trầm giọng quát hỏi ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao hàn lập lạnh lùng nói ra không nói vậy thì ta đành bắt giữ ngươi rồi rút hồn của ngươi để tự mình tra xét vậy luân phiên giao chiến chắc hẳn lúc này nguyên khí trong người ngươi chỉ sợ ngay cả ba thành cũng không tới a à trong mắt hoa kính lóe lên vẻ lạnh lẽo, từ từ nói ra. Thần thông hoa kính người bá đạo như vậy, chẳng lẽ tiêu hao nhỏ hay sao? Người vẫn đứng một bên không chịu ra tay, chắc không phải đơn giản là ra vẻ khoan dung à. Hàn lập nhàn nhạt mở miệng nói, hoa kính nghe vậy, con mắt lập tức nhíu lại, bị người đùa giỡn đến bây giờ, thực sự trong lòng lệ mố có chút khó chịu, bây giờ không có ai giúp đỡ ngươi, cuối cùng chúng ta cũng có thể giao chiến một trận một đối một rồi. Trên khuôn mặt của Hàn lập bao phủ một tầng sát khí, nhìn về phía hoa kính chậm rãi nói ra từng câu từng chữ. Hoa kính nghe âm thanh bình tĩnh của Hàn Lập, không hiểu vì sao trong lòng trở nên phát lạnh. Nói khoác không biết ngược, gã lập tức quát lạnh một tiếng, vội che giấu một tia cảm xúc trong nội tâm lại, một tay liền bấm niệm pháp quyết. Chợt quanh người hoa kính tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, hư không sau lưng gã huyễn hóa ra một đầu thú màu vàng to khoảng trăm trượng, giống như hổ mà không phải hổ, giống như rồng mà không phải rồng, không biết là kỳ thú gì. Đầu thú màu vàng vừa hiện ra, lập tức há to miệng phun ra một giải lụa màu vàng, mơ hồ liền vượt qua mấy ngàn trượng, xuất hiện trước người Hàn Lập, giống như nộ long cuốn xuống dưới. Một tay Hàn Lập nhấc lên, nắm về phía hư không một cái. Trước người hắn nổi lên lôi điện màu vàng, từng đạo lôi điện màu vàng thô to lần nữa hiện ra, hóa thành một tấm màn sáng lôi điện thật dày, ngăn tấm giải lụa màu vàng phía trước, cả hai va chạm vào nhau ầm ầm. Không có tiếng nổ vang động trời như dự liệu, mà chỉ phát ra một tiếng xoẹt khẽ tấm màn sáng lôi điện thật dày chợt chớp nháy không thôi dưới uy lực của tấm giải lụa màu vàng vậy mà giống như tờ giấy bị xé rách từng mảnh trong nháy mắt đã bị nó xuyên thủng qua tốc độ tấm giải lụa màu vàng mơ hồ không chậm chút nào mà ngay sau khi xuyên thủng màn sáng lôi điện liền lập tức hiện ra phía sau hàn lập dường như hàn lập không kịp đề phòng phía trước ngực của hắn bị đánh ra một cái lỗ thật lớn nhưng sau một khắc cả người hắn theo gió phiêu tán hóa ra là một đạo tàn ảnh hoa kính thấy vậy ánh mắt trầm xuống Trật sắc mặt gã thay đổi, thân hình quỷ dị nhoáng một cái ra hai bên, bất ngờ hóa thành bốn năm đạo tàn ảnh màu vàng, bay tán loạn khắp bốn phương tám hướng. Không đợi đám tàn ảnh màu vàng trốn xa, đột nhiên vô số đạo kiếm khí màu vàng từ hư không ngay chỗ Hoa Kính vừa đứng bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi xung quanh mấy chục trượng, bao phủ cả những đám tàn ảnh màu vàng vào bên trong. Một tiếng kinh sợ gào thét từ trong vô số kiếm khí truyền ra, sau đó từ đó lao ra một đạo tinh mang màu vàng, lóe lên liền bay ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Hiện ra thân ảnh hoa kính. Ngay lúc này, hơn phần nửa áo quần trên người gã đã, đã trở nên rách nát, máu me đầm đìa khắp tay chân, nhưng trên người lại hiện ra một kiện nội giáp màu đen, vì thế mà không bị thương nghiêm trọng cho lắm. Tuy vậy nửa bên mặt nạ trên mặt của hoa kính đã không cánh mà bay, dường như là bị kiếm khi phá nát, lộ ra một nửa gương mặt. Nửa bên gương mặt của gã hiện ra vẻ u ám, hơn nữa trên mặt lại có nhiều khe rãnh mấp mô, nhìn giống như vỏ cây già, chẳng biết vì sao mà bị như vậy. Ngươi dám phá nát mặt nạ của ta, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Hoa kính sờ gương mặt gã, trong nháy mắt hai mắt trở nên đỏ như máu, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, gào thét giận dữ. Trên người gã phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, hư không quanh người gã chấp liên tục, thình lình hiện ra hư ảnh 10 đầu thú màu vàng. Những hư ảnh đầu thú này cùng lúc há to cái miệng ra, hơn 10 tấm giải lụa màu vàng lao nhanh ra, nhào nhào đánh lên đám kiếm khí màu vàng làm cho người ta lóa mắt kia hào quang của giải lụa màu vàng này không biết là thần thông gì, mà lại ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ, khiến cho kiếm khí màu vàng cùng với lôi điện màu vàng vừa mới đụng tới, đã dễ dàng bị xuyên thủng hơn 10 cái lỗ lớn, rồi sau đó nhao nhao nổ tung. chương 807, Lực phá hoa kính một đạo nhân ảnh từ bên trong kiếm khí màu vàng tán loạn chợt lóe lao ra, đúng là hàn lập. Hắn mới vừa hiện thân, bên ngoài thân bỗng nhiên kim quang mở rộng, mảng lớn kim quang nhanh chóng khuếch tan ra bốn phương tám hướng, trong chớp mắt tạo thành một linh vực màu vàng rộng đến mười mấy dặm. Cùng lúc đó, 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm từ trên người hắn nhanh như điện bắn ra, lóe lên rồi biến mất, liền nhập vào trong hư không không thấy bóng dáng. Thời gian linh vực, Hoa Kính cảm nhận được tốc độ thời gian bên trong linh vực màu vàng trở nên chậm chạp, bất chấp tất cả, bên ngoài thân gã cũng mở rộng tinh quang màu vàng, trong nháy mắt mở ra một cái linh vực tinh quang. Bên trong linh vực này, tinh quang chớp động, còn có vô số cánh hoa bay múa đầy trời, làm cho người nhìn có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Hai tay gã vội vàng bắt pháp quyết, gương đồng trên đỉnh đầu chợt sáng lên, một đạo hoàng sắc quang trụ bay xuống, bao phủ toàn bộ thân thể gã. Đồng thời, quanh người hoa kính chợt lóe hoàng mang, một cái chuông lớn màu vàng cao hơn 10 trượng hiện ra, bao phủ thân thể gã cùng với chiếc gương đồng kia vào bên trong. Gã vừa mới mở ra hai tầng phòng ngự này thì 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm chợt lé xuất hiện ở hư không cách đó mấy trượng, toàn bộ chém xuống thẳng xuống chuông lớn màu vàng. Còn một tiếng vang thật lớn, chuông lớn màu vàng rung lên bần bật, làm cho hoàng mang tản ra dao động phập phù một trận, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bên trong chuông lớn, hoa kính ngẩn ra, lấy uy thế của 18 chuôi phi kiếm thể hiện lúc trước, mặc dù chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của chuông lớn màu vàng này, nhưng cũng không chỉ gây ra một chút động tĩnh như vậy. Vào thời khắc này, hư không phía trên chuông lớn đột nhiên nổi lên không gian dao động, một nắm đấm phủ đầy những lân phiến màu tử kim, lớn như một tòa nhà hiện ra, đấm mạnh vào chuông lớn màu vàng. Uinh một tiếng vang thật lớn, ánh sáng màu vàng bên ngoài chuông lớn chấp động kịch liệt, chuông lớn màu vàng giống như đồ sứ trong nháy mắt vỡ vụn ra, rơi tứ tán khắp nơi. Mà giờ khắc này hư không một lần nữa chập trần kịch liệt, một tử kim ma thần ba đầu sáu tay hiện ra, chính là hàn lập thi triển biến thân niết bàn thánh thể. Hai mắt hắn lóe lên ánh sáng. Một cỗ lực lượng quỷ dị không ngừng từ phụ cận linh vực thâm nhập vào trong đầu hắn, nhằm nhiễu loạn ngũ giác của hắn lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu Hàn Lập vận chuyển hết tốc lực, vừa chống đỡ ảnh hưởng của linh vực xung quanh, vừa một quyền đánh lên chuông lớn, năm tử kim quyền đầu còn lại liền vung lên đánh vào hoàng sắc quang trụ quanh người hoa kính. Ầm ừ một tiếng nổ kinh thiên động địa, lực lượng cuồn cuộn ba động đột nhiên bùng nổ, làm cho không gian trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh vặn vẹo, toàn bộ đầu thú màu vàng quanh người gã nổ tung phiêu tán. Hoàng sắc quang trụ chấp động kịch liệt, bất ngờ cũng vỡ vụn ra từng tấc. Hoa kính mặc dù không bị nắm đấm tử kim đánh trúng chính diện, nhưng dư âm cuốn tới, khiến cả người gã giống như một bó rơm dạ bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Trong mắt gã rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ, thừa dịp đó thân hình hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng, phi độn bỏ chạy về phía xa. Chỉ là, lúc này hoa kính thân ở bên trong thời gian linh vực, mặc dù gã thi triển hết tốc lực, nhưng vẫn như cũ rất chậm chạp. Trong mắt gã lóe lên lệ mang, bỗng nhiên há miệng phun ra một đoàn máu tươi, nhập vào trong gương đồng trên đỉnh đầu. Gương đồng màu vàng trong nháy mắt dâng lên một tầng huyết sắc, sau đó một đạo huyết sắc tinh quang từ trên gương đồng rơi xuống, dung nhập vào trong cơ thể hoa kính. Thân thể hoa kính chợt phồng lên, bên ngoài thân hiện ra một tầng đỏ thấm, toàn thân nổi lên gân xanh, biến thành cầu vồng cũng đột nhiên sáng ngời gấp mấy lần, tốc độ sau đó tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, hư không phụ cận chợt lóe lên, mấy chục đạo cầu vồng màu vàng giống nhau như đúc hiện ra, bay về bốn phương tám hướng. Những cầu vòng này tản ra khí thức hoàn toàn giống nhau, cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Muốn chạy, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, trên người chấp động kim quang, chân ngôn bảo luân ở sau lưng hắn hiện ra, cấp tốc vận chuyển. Ông ông ông, vô số gợn sóng màu vàng từ bên trong chân ngôn bảo luân tỏa ra, trong nháy mắt mở rộng ra khắp nơi, bao phủ tất cả cầu vòng vào trong đó. Toàn bộ cầu vòng lập tức ngừng lại, không thể nhúc nhích. Hàn Lập thấy cảnh này, thở nhẹ ra một hơi, nhưng vào thời khắc này, một đạo cầu vồng lúc trước phi độn về hướng bên trái chợt sáng lên, một cỗ khí tức cực lớn từ trong đó bộc phát ra, vượt xa cảnh giới tu vi của hoa kính, cơ hồ gần đạt tới cấp đại la, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên cao. Cầu vồng kia chấp động ánh sáng, gợn sóng màu vàng phụ cận cũng run rẩy theo, mơ hồ có khuynh hướng bị phá ra. Trong lòng hàn lập cả kinh, vội vàng bắt pháp quyết. 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm bên cạnh hắn bắn ra toàn bộ, từng đạo kiếm khí màu vàng nở rộ mở rộng ra, bao phủ tất cả toàn bộ cầu vồng vào trong, sau đó đột nhiên xoắn giết. Nhất thời, toàn bộ cầu vồng đều vỡ vụn, thân thể hoa kính bên trong cũng bị nổ tung, hóa thành đoàn đoàn ánh sáng. Hơn nửa kiếm khí bọc lại cái cầu vồng phía bên trái kia, điên cuồng bổ, chém, đâm. Bên trong một tiếng phốc vang lên, thân thể hoa kính nổ tung bắn ra, hóa thành một bãi thịt vụn. Mà cỗ khí thức đang tăng vọt kia nhất thời biến mất, gợn sóng màu vàng xung quanh cũng khôi phục nguyên dạng. Lúc này Hàn Lập mới thở ra một hơi dài, bắt pháp quyết tản đi biến thân niết bàn thánh thể, khôi phục hình người. Hắn lật tay lấy ra hai viên thuốc ăn vào, sau đó với tay đánh ra một đạo thanh quang, cuốn thân thể không lành lặn của hoa kính cùng với gương đồng màu vàng gần đó tới. Huyết quang phía trên gương đồng màu vàng giờ phút này cũng từ từ biến mất, khôi phục màu sắc vốn có. Hàn lập cầm lấy gương đồng màu vàng kia, ánh mắt chấp động. Gương này tám phần là bản mệnh ma bảo của hoa kính, dùng để thúc giục thôi miên pháp tắc, không chỉ có có thể tùy tâm sử dụng điều khiển người khác, thậm chí còn có thể thôi miên chính mình, vừa rồi gã không tiếc tiêu hao bản nguyên bộc phát ra lực lượng vô hạn đến gần cấp độ đại la. Cũng may luyện thần thuật của mình gần đây đại tiến, nếu không chưa chắc có thể ngăn cản được thần thông kia của hoa kính. Cánh tay hàn lập khẽ động, trong tay áo bay ra một đạo hào quang xanh biếc quấn lấy gương đồng, thu nó vào trong huyền thiên hồ lô. Sau đó hắn cong ngón tay búng ra, một luồng thanh quang chui vào trong tàn thể, rất nhanh cuộn lấy một nguyên anh màu vàng bay ra. Trong mắt hàn lập lóe lên sát ý, thò tay bóp chặt Nguyên Anh, đang tính dùng sức bóp nát, động tác chợt dừng lại, quay đầu nhìn Thạch Xuyên không ở phía xa đang nằm dưới mặt đất. Hắn suy nghĩ một chút, buông tay, há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu bạc, vây quanh Nguyên Anh màu vàng, nhanh chóng đảo qua một vòng, hóa thành từng điểm phù văn hỏa diễm màu bạc khắc sâu lên người nó. Làm xong những thứ này, Hàn Lập phất tay phát ra một đoàn hỏa diễm, chui vào trong tàn thể hoa kính, thiêu đốt hừng hực. Tàn thể hoa kính rất nhanh hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một kiện nội giáp đen nhánh, một vòng tay chữ vật màu vàng, còn có một phù điêu đầu thú màu vàng. Đuôi lông mày hàn lập khẽ động, cầm lấy phù điêu đầu thú màu vàng kia. Vật này chỉ lớn cỡ bàn tay, điêu khắc rất sống động, phảng phất như vật còn sống. Trong lòng hắn khẽ động, hẳn là vật này phát ra tấm lụa màu vàng hầu như có thể xuyên thủng hết thảy công kích lúc nãy. Toàn thân vật này màu vàng đất, nhưng thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải là dùng tài liệu ngọc thạch luyện chế thành, sờ tới sờ lui giống như là xương cốt gì đó. Hắn ngắm nghía một chút liền thu vào, tính toán ngày sau lại chậm rãi nghiên cứu. Hàn lập phất tay thu nội giáp đen nhánh, còn có vòng tay chữ vật vào, sau đó mới bấm niệm pháp quyết thu hồi linh vực cùng chân ngôn bảo luân. Gợn sóng màu vàng biến mất, nguyên anh hoa kính lập tức khôi phục lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hoảng sợ, bên ngoài thân sáng lên hoàng mang. Nhưng vào thời khắc này, một đạo hỏa diễm màu bạc từ trên những phủ văn màu bạc trên người gã đột nhiên sáng lên, thiêu hủy hoàng mang trên nguyên anh, đồng thời trên nguyên anh lưu lại một đạo hắc ngân. A. À, Nguyên Anh Hoa Kính phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân run rẩy kịch liệt. Trên người của người ta đã hạ chân diếm cấm chế, lần này chỉ cảnh cáo, nếu ngươi còn dị động bất luận cái gì, ta sẽ để cho ngươi nguyên thần câu diệt. Hàn Lập lạnh giọng nói ra, Nguyên Anh Hoa Kính run lên, lập tức an tĩnh lại. Hàn Lập hài lòng gật đầu nhẹ, phát tay thu hồi 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, sau đó thân hình nhoáng một cái, rơi xuống bên cạnh đám người thạch xuyên không. Vị đạo hữu này, chúng ta từ từ nói chuyện A, ta và ngươi cũng không có thù hận gì, chẳng qua đều vì mình chủ, mới chém giết một hồi. Ngươi bảo hộ Thạch Xuyên không, có lẽ cũng vì thù lao hắn trả cho ngươi. Ma chủ đại nhân có rất nhiều hoàng tử công chúa, Thạch Xuyên không chẳng qua không có ý nghĩa gì nhiều. Ta hầu hạ ngũ điện hạ Thạch Cánh Nhiên, thế lực dưới trướng khổng lồ, càng nắm trong tay vô tận tài nguyên, so với Thạch Xuyên không mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nàng cầu hiền như khát nước, đạo hữu sao không chuyển qua đầu quân dưới trướng nàng. Dùng thực lực của đạo hữu chỉ cần có ta dẫn tiến, ngũ công chúa đại nhân tất nhiên sẽ tin tưởng ủy thác trách nhiệm, thù lao thạch xuyên không trả ngươi, ngũ công chúa đại nhân nhất định có thể trả gấp bội, không, gấp ba. Nguyên Anh hoa kính run lên, lập tức nhanh chóng nói ra, bắt đầu khuyên bảo Hàn Lập. Cởi bỏ hoa kính trên người bọn họ, Hàn Lập tựa hồ mắt điếc tai ngơ, nhàn nhạt nói ra. Đạo hữu ta xem người tựa hồ cũng không phải là người tộc ta, ngược lại có chút giống tu sĩ chân tiên giới tu luyện ma công, người hẳn là không hiểu tình huống thánh vực trước mắt rồi. Hiện tại trong dạ Dương Thành đã xảy ra một đại sự, vì việc này, các vị hoàng tử công chúa đang tranh đấu với nhau, rất nhiều thế lực lớn nhỏ trong thánh vực đều bị cuốn vào trong đó, giống như tu sĩ thái ất chúng ta vậy, nếu đứng sai đội ngũ, lập tức sẽ là kết cục thân tử đạo tiêu, đạo hữu có muốn suy nghĩ lại không? Nguyên Anh Hoa Kính càng nói càng nhanh, cởi bỏ Hoa Kính trên người bọn họ, ta sẽ không nói lần thứ ba. Giết ngươi, Hoa Kính trên người bọn họ hẳn là cũng sẽ tự động cởi bỏ A. À. Ánh mắt Hàn Lập phát lạnh, lần nữa chậm rãi nói ra. Nguyên Anh Hoa Kính há hốc miệng nhìn Hàn Lập, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng loạn, nhất thời không nói gì. "Rất tốt." Hàn Lập cười lạnh một tiếng. Phù văn hỏa diễm màu bạc trên người Nguyên Anh Hoa Kính lập tức trở nên sáng ngời, từng sợi ngân diễm hiển hiện ra. "Đừng, đừng, ta lập tức cởi bỏ Hoa Kính, đạo hữu hạ thủ lưu tình." Trên người Nguyên Anh Hoa Kính hiện ra từng đạo hắc ngân, đau nhức vô cùng kịch liệt, vội vàng kêu to lên, hai bàn tay nhỏ bé nhanh chóng bấm niệm pháp quyết trên trán ba người thạch xuyên không chấp động hồng quang một hoa văn màu đỏ kỳ dị hiển hiện ra sau đó lóe lên phiêu tán hàn lập thấy cảnh này gật đầu nhẹ ngừng cấm chế ngân diễm trên nguyên anh hoa kính sau đó bấm niệm pháp quyết điểm một cái chỗ nghi tâm ba người thạch xuyên không chấp động tinh quang có vài sợi xiềng xích lóng lánh từ đó bắn ra chui vào trong cơ thể hàn lập mí mắt ba người khẽ nhúc nhích sau đó chậm rãi mở mắt ra chẳng qua sắc mặt đều cực kỳ khó coi hàn lập phất tay áo vung lên ba đạo phù lục màu xanh bắn ra, lóe lên hóa thành ba đoàn hào quang xanh biếc, dung nhập vào trong cơ thể ba người. Sắc mặt đám người thạch xuyên không lập tức dễ nhìn hơn một chút, ngồi dậy. Lệ đạo hiểu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt thạch xuyên không có chút mờ mịt, vỗ vỗ đầu, tựa hồ không nhớ ra được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt lão giả mặt đen cùng thiếu phụ váy hồng cũng lộ vẻ nghi hoặc. Đúng rồi, hoa kính kia đâu, đã chạy thoát rồi sao? Thạch xuyên không bỗng nhiên cả kinh, hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi, nhìn chung quanh vài lần, hỏi gấp. chương 808, rời thành. Hắn ở đây, ta nghĩ người có chuyện cần hỏi hắn, cho nên vẫn giữ lại Nguyên Anh. Hàn Lập vừa nói, giơ tay ném Nguyên Anh hoa kính trong lòng bàn tay về hướng Thạch Xuyên không. Thạch Xuyên không hơi ngạc nhiên, nhưng tay vẫn chộp lấy Nguyên Anh hoa kính. Ánh mắt gã đảo bốn phía, có vẻ ý thức được điều gì, sau đó trong mắt lóe lên vẻ cừu hận cực độ. Thập tam điện hạ, Tiểu nhân bị người sai khiến mới cả gan xúc phạm ngài, ta tình nguyện rời bỏ ngũ công chúa, đầu nhập dưới quyền thập tam hoàng tử. Hơn nữa, ta còn biết một đại bí mật liên quan tới ngài." Hai tay Nguyên Anh Hoa Kính chắp tay cầu xin tha thứ, vội nói. Tuy vậy Thạch Xuyên không dường như không nghe Nguyên Anh Hoa Kính nói, trên tay đại phóng ngân quang, bàn tay chợt nắm lại. Nguyên Anh Hoa Kính hoang mang né tránh, bị bóp cho biến hình, thanh âm cũng hơi ngập ngừng. "Chờ một chút." Người không thể giết ta, sư tôn ta là chiếu cốt chân nhân, các người nếu dám can đảm giết ta, người nhất định sẽ báo thù cho ta. Nguyên Anh Hoa kính gắng sức dùng toàn lực dẫy dụa, thét lên trói tai. Thạch Xuyên không mắt điếc tai ngơ, ngân quang trên tay tăng vọt, hung hăng bóp chặt lại. Phút chốc, Nguyên Anh Hoa kính chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền vỡ vụn, biến thành một điểm hoàng quang. Hàn Lập thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, muốn nói rồi lại thôi. Thạch Xuyên không có quan hệ thân thiết với kỳ lão, Kỳ lão rơi vào thôi miên pháp tắc tự bạo mà chết, trong lòng Thạch Xuyên không bi phẫn không phải mình có thể tưởng tượng được. Lần này may nhờ có Lệ Đạo Hữu ngăn cơn sóng dữ. Vẻ phiền muộn của Thạch Xuyên không cũng khôi phục một chút, đứng dậy chắp tay cảm ơn. Thạch Đạo Hữu khách khí rồi, bất quá lời nói sau cùng của Hoa Kính, ta cảm thấy không nên coi thường thì tốt hơn. Vị chiếu cốt chân nhân kia hẳn là một vị đại la cảnh a. Hàn Lập khoát tay, khuyên bảo, không sai bây giờ tình huống so với ta dự đoán còn tệ hơn nhẫm sơn thành không còn an toàn chúng ta cũng mau rời khỏi nơi này đi thạch xuyên không lật tay lấy ra vài viên thuốc ăn vào gật đầu nói trước đó bọn họ chiến đấu kịch liệt động tĩnh không nhỏ mặc dù đến bây giờ không có người nào đến dò xét nhưng sợ không tới nửa ngày thông qua nhãn tuyến tin tức sẽ chuyển tới tai một số người vậy bọn họ thì sao hàn lập gật đầu nhìn lão giả mặt đen và thiếu phụ váy hồng nằm trên đất ở một bên trước đây hắn bảo vệ thạch xuyên không đã không dễ bây giờ căn bản không thể đi chiếu cố thêm những người còn lại hai người này bị thương nặng hơn nhiều so với thạch xuyên không giờ phút này mặc dù đã tỉnh nhưng cũng không có cách nào nhúc nhích được hoa kính thi triển bí thuật cơ hồ làm cạn kiệt nguyên khí bên trong cơ thể bọn họ hơn nữa còn tổn hao nhiều căn cơ có thể khôi phục hay không cũng là chuyện khó nói mục tiêu những người đó chính là ta chỉ cần ta rời khỏi nhẫm sơn thành bọn họ hẳn sẽ không xuất thủ với những người này nữa Lưu bọn họ ở chỗ này dưỡng thương có vẻ tốt hơn. Thạch Xuyên không suy nghĩ một chút nói, "Cũng được." Hàn Lập gật đầu, lệ đạo hữu ở đây chờ một chút. Thạch Xuyên không nói xong, vẫy tay phát ra một cỗ tử quang, nâng thân thể lão giả mặt đen và thiếu phụ váy hồng lên, lại tìm kiếm chung quanh một lần nữa, sau đó cuốn thi thể đám người kỳ lão và di vật lên, xoay người bay về hướng xa. Hàn Lập ngồi xuống xếp bằng, vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực trong cơ thể. Chỉ thoáng chốc, Thạch Xuyên không bay trở lại hàn lập cũng thu công đứng lên đi thôi thạch xuyên không bắt pháp quyết tế xuất ô thần phi toa ra hai người phi thân lên sau đó phi toa hóa thành một đạo hắc ảnh trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời bên ngoài nhẫm sơn thành thạch xuyên không vừa mới điều khiển phi toa bay ra khỏi danh giới thành trì còn chưa kịp toàn lực tăng tốc liền thấy đối diện có một đạo ánh sáng màu đỏ đang bay nhanh tới thái ất cảnh đỉnh phong lại tới một người nữa ánh mắt hàn lập chợt lóe chân mày nhíu chặt nói Thạch xuyên không cũng tương tự, thần sắc khẩn trương. Lúc này liền cho phi toa ngừng lại. Thập tam hoàng tử điện hạ, ta phụng mệnh tam hoàng tử tới tiếp ứng các ngươi. Cách nhau ngàn trượng, đạo ánh sáng màu đỏ kia chủ động ngừng lại, chính giữa hiện ra một chiếc phi xa huyết ảnh. Phía trên có một nam tử quần áo đỏ đứng đó, dùng thần niệm truyền âm. Ngươi có bằng chứng gì không? Thạch xuyên không nghe vậy, cùng nhìn qua Hàn lập, truyền âm hỏi. Nam tử quần áo đỏ cũng không truyền âm lại, vung tay một cái một đạo hồng quang cuốn theo một vật bay tới bên này. Thạch xuyên không hơi do dự một chút, cũng nâng bàn tay lên, cách không tiếp lấy vật kia, chậm rãi kéo tới bên người. Ánh mắt hàn lập quét qua, chỉ thấy trong tay thạch xuyên không có một khối ngọc quyết hình bán nguyệt lớn chừng bàn tay, phía trên tựa hồ có hình vẽ điêu khắc, nhưng đường cong có chút rắc rối, trong lúc nhất thời cũng không nhìn rõ lắm. Ánh mắt thạch xuyên không khẽ đảo qua, chợt lóe lên, tay khác lật một cái, trong lòng bàn tay cũng nhiều ra một khối ngọc quyết, hình dáng giống khối kia như đúc, phía trên cũng có rất nhiều đường cong chỉ thấy hai tay gã cầm mỗi bên một khối ngọc quyết ghép lại cùng nhau trên hai nửa ngọc quyết màu trắng sữa dê liền sáng lên một mảnh bạch quang nhu hòa tiếp đó dung hợp với nhau tạo thành một khối ngọc bội hình tròn đường cong trên hai miếng ngọc bội giáp nhau tạo thành hình ảnh khuôn mặt một nữ tử bất quá chỉ là phác họa đơn giản lại có vẻ hết sức sinh động khuôn mặt nữ tử truyền ra vẻ u oán nhưng lại đầy áp vẻ nhu tình hàn lập nhìn ra chất liệu khối ngọc bội này không tầm thường nhưng cũng không phải là tiên gia pháp bảo trọng yếu gì bất quá đối với thạch xuyên không tựa hồ rất quan trọng thời điểm tay gã cầm ngọc bội kiểm tra ánh mắt dị thường nhu hòa trên mặt thậm chí còn biểu hiện một chút nhớ nhung tín vật không sai hẳn là tam ca phái tới thạch xuyên không gật đầu xác nhận bên kia nam tử quần áo đỏ thấy vậy lúc này mới tiếp tục bay vút tới dung mạo y rất trẻ trên mặt góc cạnh không rõ ràng lắm ngũ quan nhu hòa duy chỉ có đôi mắt rất hẹp và dài nhìn giống như hai chuôi trường đao, lóe lên vẻ sắc bén. Tại Hạ Thành Huyết, là thuộc hạ dưới quyền Tam hoàng tử, phụ mệnh trước tới tiếp ứng thập Tam hoàng tử, phụ trách hộ tống các ngươi trở về Dạ Dương Thành. Nam tử quần áo đỏ tới phụ cận, ôm quyền nói: "Ngươi chính là Huyết Tích Hầu, trước kia có nghe Tam ca nhắc qua, nói ngươi một mực hoạt động ở phía ngoài Vạn Dư Thành ngạn ba sơn mạch, chém giết ma thú xâm chiếm vô số, chính là cánh tay phải đắc lực của hắn, hạnh ngộ hạnh ngộ." Thạch Xuyên không tỏ ra kinh ngạc nói: thập tam hoàng tử điện hạ chỉ sợ ngài nhớ lầm phạm vi hoạt động của ta trước đây một mực vẫn ở lạc trần khoáng nguyên phía bắc nam hoang vực chưa bao giờ đi tới vạn dư thành lại nói với trúc tu vi của ta làm sao được xem là trợ thủ đắc lực của tam hoàng tử huyết tích hầu nghe vậy hơi ngẩn ra sau đó kịp phản ứng cười nói xin lỗi lần dò xét này nếu có gì mạo phạm huyết tích hầu xin hãy lượng thứ cho ta sau khi thạch xuyên không nghe xong lúc này mới tin tưởng lời huyết tích hầu, ôm quyền thi lễ. Không sao, điện hạ nên cẩn thận một chút, đây cũng là chuyện tốt. Huyết tích hầu nghe vậy trả lời. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt y thỉnh thoảng liếc nhìn Hàn Lập, hiển nhiên y cảm thấy hết sức hứng thú với hắn. Vị này chính là lệ đạo hiếu, một đường đồng hành cùng ta, nhiều lần cứu ta trong hung hiểm, quả thực là ân nhân cứu mạng của ta. Thạch Xuyên không thấy vậy, giải thích, Hàn Lập cũng ôm quyền với đối phương, nam tử quần áo đỏ cũng thu lại thần sắc, ôm quyền chào hỏi Hàn lập, không biết hiện tại Điện hạ định làm thế nào. Huyết Tích hầu hỏi, lúc trước Định Từ trong nhẫm Sơn Thành dùng truyền tống trận đi sở Vũ Thành, đáng tiếc là ta ngay tại địa bàn nhà mình để cho người ta bày mưu tính kế, truyền tống trận trong thành đã bị phá hư, bây giờ chỉ có tìm cách khác đi sở Vũ Thành. Thạch Xuyên không cười khổ, đi sở Vũ Thành, chẳng lẽ vì đồn không truyền tống trận? Huyết Tích hầu nghi hoặc, không sai, trong Nam Hoang Vực có duy nhất một tòa đồn không truyền tống trận là ở sở Vũ Thành mặc dù không thể trực tiếp về giả dương thành nhưng có thể đến được ngay bồ lao thành ở lâm thánh vực xem như là con đường trở lại thánh đô nhanh nhất đến lúc đó cho dù không sử dụng truyền tống trận nữa bay thẳng trở về giả dương thành cũng không phải việc khó gì thạch xuyên không gật đầu đồng ý độn không truyền tống trận tuy nói có thể tiến hành truyền tống khoảng cách cực xa nhưng lại có rất nhiều hạn chế phải cần có tước vị công tước trở lên mới có thể sử dụng hơn nữa nếu không có công vụ trên người thì phải tự trả tất cả chi phí vận chuyển đại trận Điện hạ ngươi, huyết tích hầu hơi trần chờ hỏi lại, ta đích xác không có thước vị, nhưng huyết tích hầu ngươi có lẽ không biết, ta ở bên trong quảng nguyên trai còn có một thân phận khác, quyền lợi thân phận này cũng giống vậy, có thể cho ta sử dụng độn không truyền tống trận một lần, còn việc phải trả chi phí, ta tự có biện pháp. Bây giờ khó khăn trước mắt là làm thế nào thuận lợi đến sở Vũ Thành. Thạch Xuyên không giải thích, sở Vũ Thành ở tận cùng phương Bắc của Nam Cương Vực, chính là thánh đô Nam Cương Vực cách lâm thánh vực một tòa thành trì. Nếu truyền tống trận ở Nhẫm Sơn Thành đã hư hỏng, muốn một lần nữa truyền tống đi Sở Vũ Thành, cũng chỉ có thể đi tìm những thành trì khác. Bất quá, những thành trì khác cách đây quá xa, tính toán ít nhất mất 10 năm di chuyển. Huyết Tích Hầu hơi trầm ngâm nói: "10 năm, sợ rằng trong thời gian đó sẽ phát sinh biến cố." Hàn Lập nghe thế cũng cau mày, thánh vực cương vực quá rộng, chuyện này cũng không có biện pháp, trên đường chúng ta cẩn thận một chút, nên vấn đề cũng sẽ không lớn. Huyết Tích Hầu khẽ nhíu chân mày nói: Huyết tích hầu đạo hữu có biết lần này ở trong nhẫm sơn thành làm loạn, dẫn đến việc chúng ta không có cách nào truyền tống là ai không? Thạch xuyên không nhất thời thay đổi chủ đề, là ai? Huyết tích hầu nghi ngờ, hoa kính, thạch xuyên không nói, thủ hạ ngũ công chúa, sao ngay cả nàng cũng xuất thủ với ngươi? Huyết tích hầu kinh ngạc, mấu chốt là chúng ta liên thủ chém chết hoa kính, trước khi chết hắn cầu cứu sư phụ mình, một khi chiếu cốt chân nhân nhận được tin hắn chết, sẽ lập tức đuổi giết đến. Thạch xuyên không cười khổ nói, Huyết tích hầu vừa nghe vậy, chân mày lập tức nhíu chặt hơn. Chiếu cốt lão quỷ là tu sĩ đại la, lại ở Nam Cương vực, bế quan trong u cốc lâu dài, người này chân chính là kẻ bao che nhất, lại nói hoa kính là tên đệ tử hắn rất xem trọng, nếu đuổi tới đây, ta tự hỏi cho dù hy sinh tánh mạng, cũng không cách nào bảo hộ các ngươi chu toàn được, đến lúc đó lại phụ lòng tam hoàng tử dặn dò. Huyết tích hầu thở dài, cho nên lệ đạo hữu mới nói, 10 năm quá lâu. Thạch xuyên không cũng thở dài nói, vừa dứt lời, ba người đều trầm mặc. Thập tam hoàng tử, ta có một phương pháp, có lẽ có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt, không biết các người có dám thử hay không. Qua hồi lâu, huyết tích hầu bỗng nhiên mở miệng nói. Trước nói chúng ta nghe một chút, tinh thần thạch xuyên không chấn động, vội nói. chương 809, cường địch, ánh mắt huyết tích hầu ngưng lại, chậm rãi dùng tâm thần truyền âm cho hàn lập và thạch xuyên không. Hai người hàn lập đều nghe cực kỳ cẩn thận, nhưng càng về sau lông mày càng nhăn lại biểu tình cũng càng thêm do dự. Nghe xong, Thạch Xuyên không không nói một lời, lâm vào trầm tư. Ta thấy cách này của huyết tích hầu có thể thực hiện, nhưng cần điều chỉnh một ít chi tiết. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua hai người, sau một phen suy tính, nói như thế. Dứt lời, hắn cũng dùng bí thuật truyền âm nói với hai người. Cuối cùng, Thạch Xuyên không gật đầu nhẹ, nói ra: "Hiện tại xem ra, trừ biện pháp theo lời các ngươi thì không còn cách nào có thể dùng được, cứ làm như vậy đi." Sau một lát, hai người bọn họ phi thân lên phi xa huyết ảnh dưới thân huyết tích hầu. Ba người cùng hóa thành một đạo lưu quang huyết hồng, chạy về phía xa. Thời gian nhoáng một cái đã qua gần hai năm, phía nam ma giới, nam cương vực, trên không một mảnh xâm lâm cổ rộng lớn, một đạo ảnh tích huyết hồng như hỏa diễm thiêu đốt vụt qua nhanh như tên bắn, tốc độ nhanh tới cực điểm. Bên trong độn quang huyết sắc là một phi xa huyết ảnh hình dáng khác lạ, phía trên có ba người đứng thẳng, đều đang toàn lực thúc giục phi xa lướt về trước. Nam tử hồng y đứng đầu, một tay ấn một khối trận bàn trên phi xa, chuyển một giọt tinh huyết của mình vào trong đó. Ba người bọn họ không ai khác, đúng là Hàn Lập, Thạch Xuyên không vào huyết tích hầu. Thập tam hoàng tử, bay khỏi xâm lâm này, đi thêm hai tháng nữa là đến lưu xâm thành. Tốc độ của chúng ta so với dự đoán nhanh hơn không ít, theo đó có thể tới sớm hơn một năm. Huyết tích hầu thu tay đặt trên trận bàn, mở miệng nói ra. Huyết tích hầu đạo hữu vất vả rồi, nếu ngươi không tiếc hao tổn tinh huyết, chúng ta cũng không có khả năng đến nơi đây nhanh như vậy." Thạch Xuyên không nói, Thập Tam hoàng tử không cần như thế, muốn nói cảm ơn, vẫn là chờ an toàn đến nội thành, đáp truyền tống trận đến Sở Vũ Thành rồi hãy nói. Huyết Tích hầu khoát tay áo, nói ra, kết quả y vừa dứt lời, một tiếng hét to đột nhiên vang lên trên không trung. Muốn đi Sở Vũ Thành, trước tiên phải hỏi xem lão phu có đồng ý hay không. Đang nói, trong hư không phía trước nhộn nhạo lên từng trận rung động một bức tường vô hình cao tới vạn trượng đột nhiên hiện ra chính giữa chỗ đó là một đạo nhân ảnh hiện ra từ hư không không tốt là chiếu cốt lão quỷ lông mày huyết tích hầu nhíu chặt chậm rãi nói chúng ta cẩn thận như vậy mà vẫn bị đuổi kịp ánh mắt thạch xuyên không ảm đạm trong lòng hàn lập mặc dù kinh sợ nhưng thần sắc vẫn chấn định dù sao hiện tại hắn đã nhiều lần giao phong với tu sĩ đại la cảnh chỉ cần sở tu của đối phương không phải tam đại trí tôn pháp tắc bằng vào một ít thủ đoạn không tiếc hao tổn lượng lớn nguyên khí Bản thân hắn vẫn có vài phần nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Chẳng qua như vậy lại không bảo vệ Thạch Xuyên không được. May mà trước đó họ đã tính toán một chút về tình huống như vậy, Thạch Xuyên không có không ít thủ đoạn, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Trong lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn quan sát người đến vài lần. Người này thân hình cao gầy, khuôn mặt gầy gò, trên trán có một nơi không có máu thịt, lộ ra xương trắng, mặc trên người một kiện đạo bào màu xanh lá cây, thoạt nhìn có bộ dáng tiên phong đạo cốt hại chết đồ nhi hoa kính của ta các ngươi còn muốn bình yên rời đi chiếu cốt chân nhân chậm rãi nói Chiếu cốt tiền bối là đồ nhi kia của ngươi mưu hải thập tam hoàng tử điện hạ trước sau đó mới bị hoàng tử đánh chết chuyện này thật sự không thể trách người khác huyết tích hầu nhíu mày sau đó chắp tay với đối phương nói như thế lão phu mặc kẻ tiền căn hậu quả thế nào kẻ giết đồ nhi ta phải đền mạng Sâu tóc chiếu cốt chân nhân đều dựng lên trong miệng hét to một tiếng đạo bào quanh thân đều phồng lên nhộn nhạo khiến không gian rung động từng trận tuyệt đối không thể địch lại được tách ra trốn thân sắc huyết tích hầu biến đổi lớn tiếng hô y vừa dứt lời thạch xuyên không và hàn lập liền bay vút lên vội vã bỏ chạy về hai hướng khác nhau bản thân huyết tích hầu lại không lùi mà tiến tới chỗ ra thịt trần trụi trên dưới toàn thân đều hiện ra từng đạo phù văn huyết sắc huyết quang mãnh liệt vòng quanh trên khuôn mặt nâng một quyền đánh về phía chiếu cốt chân nhân trước mặt chỉ thấy sau lưng y vô số huyết ảnh bắn ra Tựa như ngưng tụ thành một huyết ảnh cự ma cổ quái dữ tợn, hình thể cao tới vạn trượng, đồng thời nắm chặt cự quyền sinh đầy gai máu màu đỏ, nện tới hướng chiếu cốt chân nhân. Muốn chết? Chiếu cốt chân nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, thân hình lão bay vút tới, cũng nâng một quyền đánh về hướng huyết tích hầu. Chẳng qua, so với thanh thế to lớn của huyết tích hầu, bên lão lại không có quá nhiều biến hóa gì tượng, chỉ là bạch quang lưu chuyển vòng quanh trên khuôn mặt lão, xương cốt trên dưới toàn thân theo đó rung động đi đùng. Trên nắm quyền của lão Toàn bộ đốt ngón tay bạch cốt trong suốt như ngọc đều lộ ra ngoài, đúng là sinh ra bên ngoài máu thịt, giống như áo giáp sườn vây lấy tay vậy, phía trên hiện ra từng đường vân màu vàng quỷ dị. Thân ảnh hai người giao nhau trên không, quyền ảnh từng người nện vào đối phương, phát ra một tiếng ầm thật lớn. Giữa không trung trên cao tựa như có một đoàn sấm sét huyết sắc nổ tung. Một cỗ sóng khí lớn cực kỳ cuồng bạo, trong nháy mắt sinh ra cạnh hai người, quét ra bốn phương tám hướng xung quanh trong phạm vi hư không trăm giảm tựa như đều bị cỗ lực lượng này đột một xông vào. Đầu tiên hư không co rụt lại, tiếp đó nhanh chóng căng phồng lên. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu cực lớn hình tròn, núi đá cây rừng bên trong đều đổ, biến thành bột mịn. Ngay nơi nổ tung, huyết quang đầy trời, huyết ảnh cự ma cực lớn kia không chịu nổi trực tiếp bạo liệt ra. Bản thân cánh tay huyết tích hầu cũng vang lên âm thanh lạ liên tục, xương cốt vỡ ra từng khúc, hơn phân nửa đầu cánh tay trở thành huyết nhục mơ hồ, thân hình như diều giấy bay ngược ra ngoài. Ngoài thân chiếu cốt chân nhân hiển hiện hơn phân nửa mảnh xương áo giáp, thân hình đuổi tới phía trước, nâng lên thủ đao, trực tiếp xuyên thẳng ngực trái huyết tích hầu, xé mở một lỗ hổng lớn nhìn thấy mà giật mình, đâm thẳng ra sau lưng. Khiến người ta có chút kinh dị chính là, tuy huyết tích hầu thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng miệng vết thương ở lồng ngực lại không có chút máu nào chảy ra, ngược lại chỗ huyết nhục bị xé nứt lại ngọ nguậy như vật sống, ăn mòn lên cánh tay chiếu cốt. Chút tài mọn cũng dám lỗ máng, chiếu cốt chân nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, chỉ thấy bạch quang lóe lên trên cánh tay lão, áo giáp xương trắng bao trùm bên ngoài đột nhiên sinh ra vô số xương nhọn màu trắng giống như một lang nha bổng lớn, trực tiếp đâm lồng ngực huyết tích hầu thành tổ ong, rồi bỗng nhiên vỡ ra. Thân hình huyết tích hầu tan thành mảnh nhỏ rơi xuống tứ tán. Hồng quang lại lóe lên giữa không trung, hóa thành từng đoàn huyết tương, một lần nữa dung hợp lại với nhau, bắn nhanh về phía phương xa, sau đó một lần nữa hóa thành hình người. Chiếu cốt chân nhân thấy một màn như vậy, mắt liếc thoáng qua hàn lập và thạch xuyên không hai tên thủ phạm đã sát hại đồ nhi của mình đã trốn đi cực xa rồi ánh mắt lão càng trở nên âm trầm thêm chỉ thấy lão giơ nắm tay lên năm ngón tay trước người chậm rãi mở ra một quang đoàn bạch sắc lập tức lớn lên từ trong lòng bàn tay hóa thành một đạo không gian linh vực cực đại bao phủ bốn phương bên trong linh vực hiện lên xương trắng nhàn nhạt, nhạt mơ hồ có thể thấy bảy tám tòa kinh quan tháp màu trắng trong đó mỗi tòa trong đó đều do mấy vạn khối bạch cốt đầu lâu xếp lên thành trên đỉnh đầu mỗi tòa tháp đều lóe lên một đoàn hỏa diễm u lục thoạt nhìn hàn khí dày đặc linh vực tạo vật cảnh ánh mắt huyết thích hầu ngưng lại chậm rãi nói bên trong linh vực xương khô huyết thích hầu vốn đã cảm thấy toàn thân thập phần không khỏe xương cốt trong người không thể khống chế rung lên kịch liệt từng đám muốn phá thể chui ra dùng nhập vào trong những kinh quan bạch cốt kia y toàn lực vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể linh quang hộ thể phóng ra ngoài chú ý bảo vệ nhục thể của mình lúc này chiếu cốt chân nhân vung tay lên trước người, từng tòa kinh quan tháp lập tức bắt đầu di động cực nhanh, tựa như di chuyển hành quân bày trận, vây huyết tích hầu ở chính giữa. Sau khi vài tòa kinh quan tháp hoàn thành, lục hỏa âm u trên đỉnh lập tức vụt lên mãnh liệt, bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Trong hốc mắt bạch cốt đầu lâu, tất cả hai luồng quỷ hỏa u lục đều sáng lên, một cỗ khí tức bí hiểm cường đại từ đó truyền ra. Thân người huyết tích hầu ở giữa lập tức cảm thấy toàn thân siết chặt, làn da cả người căng lên, các nơi nổi lên từng bao lớn không theo quy tắc nào, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Phốc, phốc, theo từng đợt âm thanh rất nhỏ truyền đến, làn da khắp nơi trên thân huyết tích hầu bắt đầu phá ra từng lỗ hồng nhỏ, lại có một đoạn xương nhọn màu trắng đâm từ trong da, dường như muốn rời khỏi thân thể y. Trong lòng huyết thích hầu kinh hãi, vội nắm tay vung lên, một linh vực màu đỏ sậm lập tức mở rộng ra bao y vào trong. Chẳng qua phạm vi linh vực đỏ sậm chỉ trăm trượng, nhưng lại ngưng thực vô cùng từng đạo huyết khí nồng đậm quấn quanh trên thân y rất nhanh chữa trị những chỗ phá bại trên da thành như ban đầu những xương cốt dục dịch kia cũng đều bị áp chế lại chiếu cốt chân nhân thấy thế hư lạnh một tiếng ánh mắt quét nhìn bốn phía nhưng cũng không thấy bóng dáng hai người hàn lập đâu chỉ thấy lão bỗng thò hai bàn tay ra đảo một vòng trái phải dưới xương sườn của mình hai chiếc xương sườn óng ánh thanh khiết như ngọc trắng liền giải thể xuống từ xương cốt lão đâm rách làn da chui ra bị lão tiện tay cầm lấy ném về hai hướng khác nhau hai chiếc xương trắng hơi cong bạo xả ra, tốc độ nhanh tới cực điểm, thoáng chốc đã bay ra mười mấy vạn dặm, rất nhanh đuổi theo hai người Thạch Xuyên không và Hàn Lập đang trốn chạy. Hàn Lập vừa quay người nhìn, thần sắc lập tức biến đổi, chỉ thấy bạch quang lóe lên ngoài trăm dặm, chiếc xương sườn đột nhiên hóa thành hình người, biến thành một cỗ phân thân của chiếu cốt chân nhân. Tiểu tạp trùng, chạy đi đâu? Phân thân chiếu cốt chân nhân hét to một tiếng, bạch quang trên người tỏa ra, thân hình trực tiếp bạo xả ra, hầu như trong nháy mắt cấp tốc đuổi tới trước người Hàn Lập. Hàn lập kinh hãi, quang mang kim sắc trên thân sáng rõ, tốc độ đột nhiên tăng lên. Nhưng mà không biết vì sao, tốc độ của hắn mới vừa tăng vọt một lát, dường như sức lực không đủ, lần nữa trở nên chậm lại. Chiếu cốt chân nhân cười lạnh một tiếng, hai tay áo vung lên, thân hình mau chóng đuổi tới, năm ngón tay mở ra, chảo một cái mãnh liệt. Khi tay lão xuất ra một chảo này, hư không trước người hiện ra năm vết sâu không gian mà mắt thường khó phân biệt, trực tiếp kéo thân thể hàn lập, khiến hắn không thể nào trốn chạy chương 810, ám độ sở Vũ Thành, nghĩa là, giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật, mở lối trần thương. Cố sự, thời hán sở tranh hùng, lưu bang bị hạng vũ ép vào đóng quân trong vùng ba thuộc hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn tín bèn bày kế vở sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải trần thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân hán. Yếu lĩnh, tấn công địch bằng hai mũi. Mũi công thứ nhất là mũi công trực diện, giữa thanh thiên bạch nhật, nhằm làm cho địch dồn sức phòng thủ. Mũi công thứ hai là mũi công ngầm, nơi mà địch không để ý, đột nhiên làm địch phải chia đôi phòng thủ mà vẫn không biết được bên nào mới là mũi chủ công. Nghi ngờ, nhầm lẫn, không quyết đoán trong phòng thủ sẽ dẫn tới thảm họa. Thân hình Hàn Lập ngừng giữa không trung, theo hư không bốn phía đè ép vào bắt đầu biến hình, mặt lộ vẻ đau đớn. Ha ha, trong miệng chiếu cốt chân nhân cuồng tiếu một tiếng, năm ngón tay kia trương lên, mãnh liệt vỗ xuống. Phía trên Hàn Lập, một cốt trào lượn lờ bạch quang hiển hiện ra hung hăng đánh xuống đầu hàn lập hàn lập lộ vẻ hoảng sợ hai tay nắm chặt nắm đấm mãnh liệt hóa thành hai cỗ vòi rồng xanh mở đánh lên cốt trào phía trên cả hai chạm vào nhau cũng không phát ra tiếng nổ long trời lở đất nào ngược lại phốc một tiếng vang nhỏ hai cỗ vòi rồng màu xanh dưới một cái bóp của cốt trào diệt vong biến mất ngay tại chỗ tiếp theo bạch quang bên ngoài cốt trào màu trắng bạo tăng mang theo xu thế vạn quân trực tiếp ép xuống một cỗ man lực phảng phất xé rách không gian trực tiếp áp xuống đỉnh đầu Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập vẫn như trước không cách nào nhúc nhích mảy may, tiếp theo hư không xung quanh chấn động mạnh một cái, linh quang hộ thể bên ngoài tán loạn, tiếp theo thân hình cũng ầm ầm nứt vỡ. Chiếu cốt chân nhân vốn vui vẻ, lập tức sắc mặt cứng đờ, trước mắt của lão xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ thấy thân hình nứt vỡ của Hàn Lập đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một hạt đậu màu đỏ chia năm xẻ bảy ra, phía trên có một giò tinh huyết màu vàng nhạt bốc hơi ra, hóa thành một luồng khói trắng bay lên. Một khối mặt nạ đầu thỏ của vô thường minh chậm rãi rơi ra, rớt xuống phía dưới. Hầu như cùng lúc đó, một hướng khác cách đây mấy chục vạn dặm, thân hình thạch xuyên không cũng bị một trưởng của cốt chảo màu trắng từ trên trời giáng xuống đập vỡ, tình hình không sai biệt lắm với bên này. Chiếu cốt chân nhân thu hồi phân thân, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía huyết tích hầu đang bị kinh quan tháp vây. Giờ phút này thân hình của huyết tích hầu ở trong lĩnh vực màu đỏ sậm của mình, cũng không có ý đồ né ra, thần sắc có vẻ bình tĩnh. Có thể làm ra phân thân hư giả trình độ bực này, khiến cho lão phu bị lừa gạt, coi như là tiểu tử ngươi có bổn sự. Hiện tại tâm tình lão phu không tốt, nếu muốn sống, hiện tại nói cho ta biết, chân thân bọn hắn đã đi nơi nào. Tá giáp thành, ngư lương thành, hay vẫn là cố dương thành. Chiếu cốt chân nhân thở hắt ra một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi nói ra. Vài tòa thành trì trong miệng lão đều cách lưu sâm thành không quá xa, có thể truyền tống đến sở Vũ Thành và vài tòa thành trì khác. Nếu hai người Hàn Lập giả thân đến đây, vậy chân thân hơn phân nửa đã đi đến một trong ba tòa thành kia. Tiền bối chớ nói giỡn, ta phí khí lực lớn như vậy mới dùng bí thuật tạo ra tinh huyết giả thân, thậm chí không tiếc dùng chính mình làm mồi nhử, dụ dỗ ngươi truy tìm đến bước này, như thế nào lại báo cho ngươi biết hướng đi chân chính của bọn hắn. Khóe miệng huyết tích hầu lộ ra một vòng vui vẻ, mở miệng nói ra. Nếu như ngươi chán sống, vậy hãy để thần hồn của ngươi nói cho lão phu biết chiếu cốt chân nhân hét to một tiếng hai tay vung lên mãnh liệt khô cốt linh vực kia lập tức cấp tốc co rút lại ép về hướng linh vực huyết tích hầu ngọn lửa trên bảy tám tòa bạch cốt kinh quan kia tăng lên mãnh liệt tất cả lục hỏa trong mắt đầu lâu đại thịnh đều bay vút lên như châu chấu bay ngang qua gào thét vọt mạnh tới huyết tích hầu nhưng mà vào lúc này một màn quỷ dị xuất hiện huyết tích hầu một mực bị linh vực kia bao phủ nét vui vẻ trên mặt càng phát ra nồng đậm bàn tay y khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọc phù, bã một tiếng bóp nát. Ngọc phù đứt gấy, chính giữa lập tức có một đạo lực lượng không gian vô cùng cường đại trào ra, sau lưng y ngưng ra một quang môn màu đen tĩnh mịch, y lui về sau một bước, thân hình lập tức biến mất trong đó, không thấy bóng dáng. Hai đồng tử chiếu cốt chân nhân co rụt lại, chán nổi lên gân xanh, mặc dù là lão, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, chỉ có thể một quyền nện vào trong hư không, phát ra từng trận âm thanh nổ đùng như sấm rền. Thật lâu sau, thanh âm trên bầu trời biến mất dần, thần sắc chiếu cốt chân nhân cũng dần dần bình tĩnh lại. Lão nhìn Lưu Sâm Thành phía xa một cái, lẩm bẩm nếu như không biết các ngươi đi tòa thành chỉ nào, ta đây liền đi sở vũ thành chờ, các ngươi mơ tưởng còn sống ly khai Nam Cương. Hầu như cùng lúc đó, Nam Cương vực, phía nam bên ngoài hùng cứ thành, có hai đạo nhân ảnh từ trên không trung chậm rãi bay thấp xuống. dáng hai người đều không cao, dung mạo phổ thông, lại mười phần tương tự, xem ra giống như một cặp huynh đệ sinh đôi, tu vi chẳng qua chỉ là chân tiên cảnh hậu kỳ, trong vòng vạn dặm bên trong hùng cứ thành này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng mà, hai người này lại không phải ai khác, chính là Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không đi rồi quay trở lại. Lúc trước, huyết tích hầu lấy thân mình mang theo hai cỗ đạo binh ngụy trang thành giả thân do chính mình huyết luyệt, làm mồi nhử chạy tới lưu Sâm thành, lại để cho hai người Hàn Lập tự động chạy tới tá giáp thành, cưới truyền tống trận đi đến sở vũ thành. Nhưng Hàn Lập lại cho rằng phương án này khá mạo hiểm, bởi vì tá giáp thành và các tòa thành trì khác đều cách lưu xâm thành không xa một khi huyết tích hầu bị chiếu cốt chân nhân đuổi theo nhìn thấu như vậy lão vẫn còn dư lực đi vài tòa thành trì khác đuổi giết hai người bọn họ cho nên mới quyết định mạo hiểm phản hồi hùng cứ thành vốn dựa theo khoảng cách hùng cứ thành cùng nhẫm sơn thành bọn hắn hẳn là đã sớm đến đây chỉ vì ẩn nặc thân hình hai người đều gắt cao chế trụ cảnh giới tu vi độn không phi hành cũng không dám sử dụng toàn lực cho nên lúc này mới đến hùng cứ thành thạch huynh xem ra vị tam ca của ngươi đối với ngươi hoàn toàn chính xác bất đồng với mấy người khác phái tới vị huyết tích hầu hộ tống cũng là trung thành và tận tâm cam nguyện mạo hiểm quần nhau cùng một vị tu sĩ đại la vì ngươi tranh thủ một đường sinh cơ a hàn lập vừa đi vừa nói vị huyết tích hầu này cũng không phải thủ hạ có tu vi cao nhất của tam ca nhưng lại luôn luôn trung thành nhất đấy trước kia ta đã từng nghe tam ca thường xuyên nhắc đến chẳng qua là một mực chưa từng gặp qua ngày sau nếu có thể gặp tại dạ dương thành ta nhất định phải hậu báo cho hắn Thạch Xuyên không gật đầu nhẹ, mở miệng nói ra. Trong khi nói chuyện, hai người đã cầm lấy thông điệp, thông qua kiểm tra thực hư, đi vào trong hùng cứ thành. Tại chỗ nuôi thú thuê một chiếc xe ngựa, sau đó hai người liền ngựa không dừng vó chạy thẳng đến phủ thành chủ. Tính tình thiên Việt hầu ta cũng không rõ, nghe người cùng huyết tích hầu đạo hữu miêu tả, tựa hồ cũng là một nhân vật kiêu hùng. Loại người này tâm tư khó đoán, cho nên lần này phản hồi hùng cứ thành, cũng xem như là đang đánh cuộc rồi. Hàn lập truyền âm nói ra, lần trước sát cục bên trong vân sơn nhíu hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn chỉ hy vọng lần này hắn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần có thể bình yên ly khai nơi đây thạch xuyên không ta xem như nhận của hắn một phần nhân tình thạch xuyên không nhíu mày trả lời dứt lời hai người đều không mở miệng nữa bên tai văng vẳng thanh âm lộc cộc do chân thú đạp đất cả hai đều có tâm sự phủ thành chủ chiếm diện tích cực lớn nửa phần trước có từng tòa kiến trúc với khí thế to lớn xem như chỗ phủ quan thành chủ nửa bộ phận lâm viên rộng lớn phía sau coi như là chỗ tư nhân của thiên việt hầu khu vực tiếp giáp giữa phủ quan cùng lâm viên có một tòa kiến trúc hình tháp tròn cao sáu bảy tầng phía trên trang trí điêu khắc đẹp đẽ vô cùng đó chính là đại điện truyền tống của hùng cứ thành hùng cứ thành không giống với nơi khác ở chỗ này sử dụng truyền tống pháp trận cần phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc hai người hàn lập tới một cánh cửa bên hông phủ thành chủ liền bị thủ vệ ngăn lại đây là thông điệp của chúng ta kính xin kiểm tra thực hư Khuôn mặt Thạch Xuyên không chủ động tươi cười như bình thường, đưa hai cái thông điệp hoàn toàn mới tới. Thân phận hai người bọn họ biến hóa nhanh chóng, đã trở thành đệ tử ngoại tộc đệ nhất gia tộc trầm khâu vực ở trung bộ ma vực, một người tên là Dư Trung Viêm, người kia là Dư Trung Nhiểu. Các ngươi đã là đệ tử Trầm Khâu dư thị, có tộc huy làm bằng chứng không? Một gã tu sĩ lớn tuổi cầm đầu tra xét thông điệp xong, thần sắc hơi trì hoãn, nhìn về phía hai người, hỏi. Thạch Xuyên không đã sớm chuẩn bị, bàn tay đảo một cái, lấy ra hai khối thiết bài hình tròn lớn cỡ bàn tay, phía trên điêu khắc một đầu dị thú hung mãnh sinh ra song rác như gai táo, sau lưng lơ lửng hai đạo lông cánh, phía dưới lại khắc lên một chữ dư. Tu sĩ lớn tuổi tiếp nhận thiết bài cẩn thận đánh giá một lát, mở miệng nói, dư nhai thú văn không có vấn đề, hai cánh sau lưng cũng hoàn toàn chính xác là biểu tượng ngoại tộc, hai người các ngươi có thể tiến vào. Đa tạ tiền bối, Thạch Xuyên không vội vàng cảm ơn một tiếng, thu hồi thông điệp cùng tộc huy, cùng hàn lập bước nhanh vào cửa bên hông lúc hai người xuyên qua cổng tò vò hào quang pháp trận dò xét phía trên hơi lóe lên hào quang đỏ thẫm ở trên đó bỗng nhiên lóe lên đang muốn sáng lên thạch xuyên không liền lấy ra từ trong ngực một gương đồng hình tròn nhỏ lặng lẽ soi lên phía trên thoáng một phát hào quang pháp trận phía trên hơi lóe lên lập tức biến mất không thấy gì nữa ánh mắt một tên thủ vệ trong đó hơi lóe lên cẩn thận nhìn thoáng qua pháp trận phía trên lại thấy chỗ đó hết thảy bình thường lập tức lắc đầu rời ánh mắt đi chỉ cho là mình hoa mắt một chút Hai người hàn lập âm thầm thở dài một hơi, bắt đầu đi dọc theo hành lang trong phủ, một đường tiến vào phía trong. Bên trong phủ thành chủ thủ vệ xâm nghiêm, hầu như cách một đoạn sẽ có tu sĩ canh gác, ven đường còn có nhiều đội tu sĩ tuần tra. Đi trên đường, hai người cũng không nói nhiều, chỉ lo vùi đầu di chuyển, không bao lâu liền tới một tòa tháp cao bảy tầng. Chỗ vào cửa tháp có một đoàn người xếp hàng dài, chờ tiến vào trong tháp. Hai người hàn lập liền đi tới trước, xếp vào gần cuối đội ngũ, Thời gian trôi qua từng chút, đội ngũ người phía trước liên tiếp đi vào trong tháp cao, rất nhanh liền đến phiên hai người bọn hắn. Hai người đi vào trong tháp cao, trước mặt liền thấy đứng lặng một tòa truyền tống pháp trận từ 18 cây bàn long trụ cấu thành, bên trong đang đứng ba nam tử ma tộc, chờ pháp trận khởi động. Bên ngoài pháp trận, ngoại trừ một gã tu sĩ trung niên cầm trong tay trận bàn thúc dục đại trận, cũng chỉ còn lại có ba đoàn người khác. Hai người các người muốn truyền tống đi nơi nào? Trong cửa tháp, phía bên phải có một chiếc án kỷ gỗ lim, ngồi phía sau là một lão giả râu dài mặc áo đen nhìn đánh giá hai người hàn lập hỏi bẩm tiền bối chúng ta muốn đi sở vũ thành thạch xuyên không vội vàng thi lễ nói ra coi như vận khí các ngươi tốt hôm nay danh ngạch đi tới sở vũ thành còn thừa lại ba cái các ngươi chỉ cần đợi thêm một người nữa liền có thể truyền tống tới bên kia trên người lão giả áo đen thấy sinh ra lân phiến tinh mịn tiếng nói âm nhu ánh mắt buồn bã nói không biết cần phải chờ bao lâu lông mày hàn lập cau lại mở miệng hỏi cái này ai nói được chứ? Phải xem vận khí các ngươi, nói không chừng lập tức sẽ có người đi cùng các ngươi, nói không chừng lại đợi đến ngày mai, cũng chưa chắc có thể gom đủ nhân số. Lão giả áo đen cũng không ngẩng đầu lên, nói, chương 811, tuyệt bất dung tình. Hai người hàn lập nghe lão giả áo đen kia nói như vậy, sắc mặt hơi cứng lại. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, chúng ta có việc gấp cần rời khỏi, chẳng biết truyền tống hai người chúng ta có được không? Thạch Xuyên không tựa hồ đã sớm chuẩn bị, mở miệng hỏi. Tự nhiên có thể, bất quá chi phí mở pháp trận vốn phải chia cho ba người cùng đi, giờ phải chia đều cho hai người. Hơn nữa chi phí đi sở vũ thành vốn là cao hơn nơi khác, các người vẫn muốn truyền tống đi sao? Lão giả áo đen cau mày, hỏi, cái này, tiêu pha như vậy cũng rất đau lòng, chỉ là chính gia chủ giao việc quá gấp rút, nếu không trở về kịp sẽ gặp họa, quả thực cũng không còn cách nào, thả mất chút tiền vẫn hơn thạch xuyên không tỏ vẻ đau lòng, nhìn về phía hàn lập một cái. Hàn lập lập tức hiểu ý, mở miệng nói, nếu để đến tối mới trở về, gia chủ nhất định sẽ trách phạt, lúc đó chuyện không phải tiêu ít tiền là có thể giải quyết được, sót thì chịu sót thôi, chỉ mong lúc về gia chủ có thể ban thưởng nhiều một chút để bù lại. Làm phiền tiền bối, chúng ta không cần đợi thêm người khác, có thể lập tức truyền tống ngay. Thạch Xuyên không vội vàng chắp tay một cái, nói, nếu các ngươi đã quyết định, vậy ta cũng sẽ không khuyên nữa, nộp phí rồi đi sang đại trận bên kia chờ, đợi mấy nhóm người đang chờ trước mặt kia truyền tống xong là đến phiên các ngươi. Được rồi, trước tiên đưa thông điệp cho ta, ta cần ghi chép một chút. Lão giả áo đen thấy vậy, mở miệng nói. Thạch Xuyên không nghe vậy, ngân hàn lập đang tính móc thông điệp ra, lật tay lấy ra hai cái thông điệp mới, đưa tới. Lão giả áo đen nhận lấy thông điệp, vừa nhìn một cái, thân sắc hơi đổi, vội vàng đứng dậy, vừa thi lễ vừa nói. Ôi, nguyên lai là gia thần của lạc hành công, là lão phu đường đột, quả thực xin lỗi. Tiền bối quá lời, Chúng ta bất quá chỉ là gia thần nho nhỏ của công gia mà thôi, nhận không nổi đại lễ như vậy của tiền bối." Thạch Xuyên không liền vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay lão giả đang vái xuống, mở miệng nói. "Lạc Hành công uy danh hiển hách, người trong toàn thánh vực có ai không biết. Hai vị chính là gia thần của ngài, há lại là hạng người bình thường." Lời lão phu lúc nãy không cần phải làm theo, chỉ chờ nhóm người trong trận này truyền tống xong, lão phu lập tức an bài hai vị truyền tống. Mặt lão giả áo đen đầy vẻ kính ngưỡng mở miệng nói vậy làm phiền tiền bối bất quá quy củ cũng không thể đổi chi phí truyền tống thu như thế nào tiền bối cứ thu như vậy nụ cười trên mặt thạch xuyên không không giảm tiếp tục nói lão giả áo đen nhìn thấy thạch xuyên không nói như vậy đã đủ nể mặt lại còn không làm bản thân khó xử trên mặt liền nở nụ cười thoải mái chỉ cảm thấy mình cùng vị đại nhân kia vô hình chung kéo gần mấy phần vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh lão giả cười nói lạc hành công này là người nào làm sao khiến cho thái độ lão giả này biến hóa nhanh như vậy? Trong lòng Hàn Lập hồ nghi, truyền âm hỏi Thạch Xuyên Không, Lạc hành công này không phải người ngoài, chính là vị tam ca kia của ta. Thạch Xuyên Không cười một tiếng, trả lời, vị tam ca này của ngươi có tước vị sao? Hàn Lập truyền âm hỏi, "Không sai, đối với chuyện phong tước cho con cháu, phụ thân ta luôn hết sức cẩn thận, dù thế nào cũng cần chiến công thật sự. Trong rất nhiều huynh đệ tỉ muội của ta, cũng chỉ gần một nửa có tước vị." trong đó được phong tước cao nhất là đại ca Thạch Trảm Phong, phong tước Thương Lăng Vương. Thứ hai chính là tam ca được phong tước Lạc Hành Công, tiếp theo là ngũ tỷ Thạch Cạnh Nghiên được phong tước Vũ Lâm Công, còn lại những người khác nhiều lắm là phong hầu. Thạch Xuyên không truyền âm nói, nghe ý tứ lão giả áo đen kia, tựa hồ tam ca Lạc Hành Công của ngươi có chỗ đặc biệt, có thể nói được chăng? Hàn Lập lại hỏi, thật ra thì cũng không có chỗ gì đặc biệt, mặc dù cung cấp công tước, phong đất và tước vị lại không giống nhau, Tam ca lạc hành công là một trong ba người có cấp công cao nhất, ngũ tỷ vũ lâm công thì hơi kém một chút. Ngoài ra, tam ca làm người luôn luôn trọng tình nhẹ lợi, lại thưởng phạt phân minh, bên trong thánh vực được tiếng hiền danh, cho nên các nơi đều có không ít người kính ngưỡng. Thạch Xuyên không cười trả lời, thì ra là như vậy. Hàn lập âm thầm gật đầu nói, đang lúc hai người truyền âm trò chuyện, lão giả áo đen đã ghi chép xong, mang bọn họ đi tới bên cạnh pháp trận. Lão dặn dò một hai với vị tu sĩ cầm trận bàn phụ trách chủ trận xong mới cáo từ trở lại bàn mình. Hai người Hàn Lập yên tĩnh chờ một bên, nhìn chính giữa pháp trận truyền tống sáng dần lên từng điểm ánh sáng. Ngay lúc này, Thạch Xuyên không cùng Hàn Lập nhìn nhau một cái, thần sắc hai người lập tức biến đổi. Quả nhiên bị đuổi kịp, nguy hiểm thật, Thạch Xuyên không lẩm bẩm nói, may mà chỉ có hai giọt máu tươi, bất quá như vậy kế hoạch của Huyết Tích Hầu đã thành công. Hàn Lập chậm rãi nói, hắc hắc lão thất phu kia đã chụp hụt, sau khi đến sở Vũ Thành chúng ta lập tức đi ngay, sợ rằng hắn cũng không đuổi kịp. Thạch Xuyên không gật đầu một cái, nói, chỉ là không biết huyết tích hầu như thế nào rồi, dù sao đối phương chính là một tu sĩ đại la cảnh hàng thật giá thật. Hàn Lập có chút lo âu, một lời vừa dứt, hai người đều trầm mặc lại, rất nhanh, ánh sáng chính giữa đại trận truyền tống thu lại, ba người trước đã được truyền tống rời đi, vị tu sĩ cầm trận bàn chủ trận thay đổi ma thạch truyền tống pháp trận cần thiết xong, bắt đầu khởi động long trụ bốn phía pháp trận. Đến lúc pháp trận thay đổi xong, gã liền gọi hai người Hàn Lập tiến vào pháp trận. Thạch Xuyên không cùng Hàn Lập thu lại tâm tình, cùng bước vào pháp trận, đứng ở chính giữa đại trận. Vị tu sĩ chủ trận nhìn hai người, sau đó gật đầu một cái, tay bắt đầu bấm pháp quyết, thúc giục khởi động trận bàn trên tay. Trên đại trận bắt đầu vang lên tiếng ầm ầm, từng điểm màu bạc như ánh sao bắt đầu từ mặt đất bay lên, như đom đóm đêm mùa hè bao phủ hai người lại. Đang lúc mắt thấy đại trận vận chuyển thì dị biến phát sinh. Chỉ nghe vang lên ầm một tiếng, trận bàn trong tay vị tu sĩ chủ trận đột nhiên vỡ ra. Pháp trận truyền tống vận chuyển được một nửa lập tức ngừng lại, ngay sau đó ánh sáng tối sầm lại. Tiếp theo đó, liền có một đường hào quang màu tím vàng từ bên ngoài đại điện truyền tống chợt lóe lên bay vèo tới, tốc độ nhanh kinh người. Tên tu sĩ chủ trận vốn đang định nổi giận, nhưng thấy rõ hình dáng người tới, lập tức quỳ mọp xuống đất cung kính nói. Thuộc hạ bái kiến thành chủ, đám người còn lại trong biện, trừ hai người hàn lập ra, tất cả đều dối rít quỳ mọp xuống đất. Hàn lập trao mày, nhìn về tên nam tử trung niên mặc trường bào tím vàng, chỉ thấy gã mày kiếm sách lên nhíu lại, cặp mắt giống như chuông đồng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng tựa như lưỡi đao, cả người mang theo khí tức lăng lệ. Hầu ra, ngài không thể mắt nhắm mắt mở làm như không nhìn thấy sao. Thạch xuyên không cười khổ một tiếng, mở miệng hỏi lúc trước đã bỏ qua cho các người một lần các người không nên trở lại bổn hầu đã coi như là hết tình hết nghĩa rồi thiên việt hầu thở dài nói như vậy là không thể thương lượng sao thạch xuyên không có chút không cam lòng hỏi bổn hầu tập nã nghi phạm đám người không liên quan lập tức cút ra ngoài bên ngoài cũng canh kỹ cho ta bất kỳ ai cũng không được đến gần người vi phạm giết không tha thiên việt hầu không trả lời chỉ lạnh lùng phân phó cùng lúc đó trung quanh thân gã có một cỗ ma khí bàng bạc tôn ra cuồn cuộn khí tức tu sĩ đại la cảnh trung kỳ mạnh mẽ quét về phía mọi người nhất thời những người đang chờ truyền tống không còn chút can đảm nào từng người chen lấn chạy như điên ra ngoài còn hai tên tu sĩ phủ thành chủ thần sắc phức tạp rối rít lui ra ngoài trong đó trong mắt lão giả áo đen vừa bất mãn lại vừa có vẻ lo sợ thời điểm nhìn về phía hai người thạch xuyên không trong mắt lại còn có vẻ oán hận mọi người liền nhanh chóng thoát ra đến tiền viện phủ thành chủ lại không nhịn được rối rít quay đầu nhìn một cái sau chốc lát chợt nghe ầm một tiếng vang thật lớn một đạo ma khí hình rồng màu tím đen phóng lên cao bay thẳng tới chín tầng mây khuấy nát phân khí trên trời không còn một mảnh tòa tháp truyền tống phía bên dưới cũng ầm ầm vỡ ra trong nháy mắt hóa thành phấn vụn bụi bặm mờ mịt theo sóng khí cường đại cuốn tỏa ra bốn phương tám hướng cơ hồ trong nháy mắt sẽ đến tiền việt mười mấy tòa kiến trúc tinh mỹ hùng vĩ nguy nga cũng bị liên lụy theo mau chóng sụp đổ tu sĩ trực tiền viện phát hiện khác thường, vội vàng dối rít xuất thủ, cùng nhau kết trận chống đỡ, phủ thành chủ mới không bị dư âm mạnh mẽ này hủy diệt hoàn toàn. Ngay lúc đám người dối rít tụ tập tới, bóng người thiên Việt hầu bỗng nhiên từ trong phế tích truyền tống tháp bay ra, sắc mặt bất thiện quét nhìn mọi người một cái, không nói gì, liền đi trở lại hậu phương lâm viên. Lão giả áo đen kia vốn tưởng rằng mình nhất định phải bị thành chủ truy cứu trách nhiệm, đã ôm lòng chờ chết, kết quả chính là bình an vô sự, không kiềm được hai vai run rẩy, mừng đến chảy nước mắt. Thời gian thoáng một cái, hơn ba tháng trôi qua, sở vũ thành, trong phủ thành chủ, trong một tòa kiến trúc đỉnh tròn khí thế hùng vĩ, bên trong một tòa pháp trận truyền tống thật to, ánh sáng màu bạc chợt lẽ, mấy đạo nhân ảnh từ trong hiện ra, hơi dừng lại một chút liền đi ra khỏi đại trận, đi ra ngoài điện lớn. Nơi cửa điện sau một chiếc án kỷ, hai lão giả tóc trắng đang ngồi, một người trong đó mặc đạo bào xanh sẫm dáng vẻ tiên phong đạo cốt, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, đang chừng hai mắt quét nhìn mấy người vừa từ trong trận đi ra. Người này không hề xa lạ, chính là chiếu cốt chân nhân, lão tới đây há miệng chờ sung đợi hai người hàn lập, đã quá ba tháng rồi. Mấy người kia mới đi ra đại trận bị lão nhìn cũng cảm thấy hết sức khó chịu, trong lòng đều tức giận, nhưng cũng không dám phát tác, đành phải tăng nhanh nhịp bước vội vã rời đi. Người ngồi bên cạnh chiếu cốt chân nhân chính là một tu sĩ kim tiên hậu kỳ đầu đeo kim giác, vốn là người phụ trách ghi chép tin tức sử dụng pháp trận cùng chi phí truyền tống nộp lại ở chỗ này, suốt ba tháng qua cũng cảm thấy không khỏi phiền nhiễu. Chiếu cốt tiền bối, đã qua lâu như vậy, người ngài chờ nếu có tới, cũng đã tới rồi. Ta thấy bọn họ quá nửa là không truyền tống tới sở vũ thành, có lẽ đã đi thành trì khác rồi. Kim tiên lão giả hơi do dự một chút, mở miệng nói. Được rồi, xem ra chính ta lại bị lừa một lần nữa. Chiếu cốt chân nhân nghe vậy, thở dài một cái, nói. Lão giả kim tiên cũng không biết người mà chiếu cốt chân nhân đợi là ai, giờ phút này nghe được những lời này của lão càng không hiểu được chỉ là gã vẫn yên lặng không có ý định hỏi thăm vào sáng sớm ba tháng trước thành chủ đại nhân từng dặn dò qua bất kể chiếu cốt chân nhân muốn làm gì đều tùy ý không được ngăn trở không cần tận lực trợ giúp cũng không cần tò mò hỏi thay mặt ta cảm ơn âu dương thành chủ ngày khác ta lại đi phủ thành chủ viếng thăm hắn chiếu cốt chân nhân chậm rãi đứng dậy phân phó tiền bối yên tâm ta nhất định chuyển lời lão giả kim tiên vội vàng đứng lên nói chiếu cốt chân nhân lại liếc mắt nhìn truyền tống trận một cái, tay áo bảo run lên, xoay người cất bước đi ra ngoài điện. chương 812, Bồi Luyện, Sơn Trạch Vực nằm ở vùng phía nam của Ma Vực, tiếp giáp với Nam Hoang Vực, là một vực nhiều núi sông rộng lớn. Đông Sơn Thành bên trong Sơn Trạch Vực cũng chỉ là một tiểu thành vùng biên cảnh không ai chú ý. Phía Đông Thành tiếp giáp với Đông Vọng Sơn, phía Tây thì có một đầm lầy rộng chừng ngàn dặm, đầu tựa Sơn, chân tựa Thủy, làm phong cảnh nơi đây cũng có chút đặc biệt mỗi ngày vào lúc bình minh, ma khí từ đầm lầy sẽ bay lên. Ánh kim quang của mặt trời kèm theo ma khí đen kịt từ mặt nước bốc lên trên không tạo thành kỳ cảnh của Đông xuân Thành. Độ cao đông vọng sơn tầm ngàn trượng là nơi quan sát dị cảnh kim quang kết hợp với ma khí tốt nhất. Có không ít tu sĩ ma tộc quan sát kỳ cảnh này có thể làm cho ma khí bên trong cơ thể cộng hưởng, xúc tiến tăng thêm tu vi ở một trình độ nhất định. Cho nên, mỗi ngày vào thời khắc bình minh, trên đỉnh núi đều có thật nhiều tu sĩ ma tộc cấp thấp tụ tập với nhau đến một ngày khi dị tượng trong đầm lầy biến mất tu sĩ trên đỉnh đông vọng sơn cũng lần lượt theo nhau rời đi trên con đường đá dọc lên đỉnh núi có một lão giả lưng còng mặc áo bảo xám cùng một tên thanh niên cao lớn khuôn mặt chất phác một trước một sau chậm rãi đi về phía sườn núi trong ánh mắt tên thanh niên chất phác cao lớn vừa nhìn tưởng ngu ngốc kia không ngờ lại ánh lên thần quang nội liếm thanh tịnh đến cực điểm thạch huynh sao bỗng dư ngươi lại muốn tới đây xem dị cảnh ma khí này vậy bằng vào tu vi của ngươi bây giờ có lẽ không để ý đến chút hích lợi nhỏ này chứ hắn nhìn về phía lão giả lưng còng đang chắp tay sau lưng kia rồi mở miệng hỏi lệ huynh nghĩ nhiều rồi thật ra gần đây phải trốn đông trốn tây làm tâm tình ta phiền muộn biết nơi này có một dị cảnh nên đến xem một chút coi như là giải sầu đi lão giả lưng còng dừng bước quay đầu nói hai người này chính là thạch xuyên không và hàn lập cải trang kỳ thật mấy ngày qua ta không cách nào nghĩ ra tại sao thiên việt hầu lại tha chúng ta hơn nữa còn nhắc nhở chúng ta không tiến về sở vũ thành trước hàn lập trong bộ dáng thanh niên cao lớn hỏi thẳng thắn mà nói ta cũng không biết lúc ấy thiếu chút nữa không nhịn được ta đã định ra tay đánh cược một lần rồi chắc chuyện này có quan hệ cùng tam ca ta rất rõ ràng địa vị của ta tuyệt không đến mức để hắn làm chuyện như vậy thạch xuyên không lắc đầu nói cũng thật khó cho hắn bên ngoài giả bộ xuất thủ cùng chúng ta sau đó lại để chúng ta lặng lẽ chạy thoát hắn còn phải kiến tạo lại một tòa truyền thống đại điện tổn thất thật không nhỏ. Hàn Lập vừa cười vừa nói, bất quá nếu hắn đã nhắc nhở như vậy, cũng làm ta minh bạch một việc, chúng ta giờ không thể đi sở vũ thành, mặt khác cũng không thể đi các thành chỉ có truyền tống trận thẳng đến dạ dương thành. Thạch Xuyên không nghiêm mặt nói, đúng vậy, tất cả mọi người đều nghĩ chúng ta sẽ nóng lòng quay lại dạ dương thành, tất nhiên sẽ bố trí một ít tay chân ở những thành trì này, một khi chúng ta xuất hiện, chắc chắn sẽ bị nhìn chằm chằm vào, nếu có một đại la cảnh tu sĩ đến, thật không thể chịu đựng nổi, Hàn Lập gật gật đầu nói ra, vì vậy giờ phút này, chúng ta càng không thể gấp, chỉ có thể lần lượt thông qua truyền tống trận ở tất cả các vực, từng bước đến gần Dạ Dương thành. Thạch Xuyên không cười khổ một tiếng, đúng vậy, tuy rằng thời gian sẽ bị kéo dài, nhưng cũng có nhiều chỗ tốt. Dù sao truyền tống trận giữa các thành trì trong tất cả các vực quá nhiều, không ai biết chúng ta sẽ lựa chọn truyền tống đến thành nào, như vậy lại càng an toàn. Hàn Lập suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói ra, chỉ là sự tình lúc trước đáp ứng với lệ huynh đành phải kéo dài thêm thôi mà việc phản hồi tiên vực của huynh cũng phải để sau rồi vẻ mặt thạch xuyên không áy náy chuyện này không vấn đề lại nói ta có chút chuyện cần làm ở đông vọng sơn không bằng chúng ta ở đây lâu hơn một chút rồi hãy tiếp tục lên đường hàn lập trần chờ một chút rồi khoát tay áo nói ra được chờ xong việc của lệ huynh rồi chúng ta lại xuất phát thạch xuyên không cười nói dọc theo con đường mòn uốn lượn trên núi Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã đi tới một vách núi bí ẩn bên trong sườn núi. Lúc này, Thạch Xuyên không vung tay lên triệt hồi một tầng không gian bích chướng, mở ra hai cái động phủ nằm cạnh nhau. Hai người nói lời tạm biệt, rồi chia ra trở về động phủ của mình. Tiến vào động phủ của mình, Hàn Lập vung tay mở ra một đạo quang môn màu bạc, một bước đi vào, thân hình đã xuất hiện trước đại môn linh dược viên. Vừa thấy Hàn Lập đến, giải đạo nhân vốn sớm đợi ở cửa liền chạy nhanh ra đón chào. Hàn đạo Hữu bên trong dược viên đã có một nhóm đạo binh đã thành thục, ta đang tạm thời áp chế bằng lực lượng trận pháp, chỉ chờ ngươi tới xử lý. Giải đạo nhân nói, làm phiền rồi, Hàn lập ôm quyền, bước nhanh vào trong dược viên. Hai người xuyên qua dược viên, rất nhanh đã tới khu vực gieo trồng đạo binh, ở xa đã nghe thấy thanh âm từng trận lôi điện ầm vang. Đến đây, Hàn lập mới phát hiện ra khu vực bố trí lôi trạch tức thổ đã gần như khô cạn, lực lượng lôi điện bên trong đã tiêu hao gần như không còn, nhưng mà đạo binh thủ kia lại hoàn toàn bất đồng, xung quanh cây bảo phủ một tầng tử quang, từng quả đạo binh treo dày đặc, bên trên lại có từng tia điện màu tím lóe lên. So với lần thành thục trước, lần này số quả của đạo binh thủ càng nhiều hơn, khí tức cũng cường đại hơn không ít. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Hàn Lập cảm thấy vui vẻ. Lần trước vì giúp hắn hộ pháp ở thập hoạn Sơn Mạch, tất cả đạo binh đã tiêu hao không còn, đến bây giờ mới được bổ sung đầy đủ.